Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Cái kỹ thuật đi tiền hành á, thì cũng rất là đơn giản. Chúng ta cố gắng nắm bắt cái kỹ thuật để từ bây giờ cho tới cuối chương trình đó, lúc nào chúng ta cũng đi một cái lối đi duy nhất, đó là đi tiền hành. Khi mình di chuyển từ đây xuống nhà ăn, hay là từ đây xuống nhà vệ sinh, hay là từ chỗ này di chuyển qua chỗ kia, thì chúng ta cũng di chuyển theo cái lối đi tiền hành. Dĩ nhiên là không phải lúc nào cũng phải đi thật là chậm, có lúc cần đi nhanh thì chúng ta cũng phải đi nhanh một chút, nhưng mà khi đi chúng ta vẫn vẫn quan sát bước chân, vẫn thả lỏng, vẫn giữ cái kỹ thuật của mình. Thì như vậy chúng ta sẽ tích tụ được rất nhiều năng lượng tỉnh thức suốt cái khóa thiền, và chúng ta giữ được năng lượng bình an luôn. Thì khi đi thiền hành bước nhỏ đó, thì đầu tiên là chúng ta nhớ cái nguyên tắc là phải thả lỏng hết toàn thân của mình, thả lỏng từ đôi bờ vai xuống tới hai cánh tay và tới hai cẳng chân. Và khi đi thì chúng ta dở bước chân ra khỏi mặt đất khoảng một tấc, dở cao khoảng một tấc, đừng có dở cao quá thì nó rất là mỏi và nó cũng hơi khó coi. Còn nếu mà mình lê lết cái bước chân mình trên cái sàn thì tâm mình nó cũng hơi khó tập trung, và khi dở lên cái tâm mình nó tập trung ngay với chân liền, là chân tôi đang dở lên và cảm nhận chân tôi đang dở lên nè, rồi tôi đưa chân tới, tôi cũng cảm nhận chân tôi đưa tới, và đặt bàn chân tôi xuống thì tôi cũng đặt bàn chân tôi xuống. Và khi mà mình đặt bàn chân xuống rồi đó, thì mình dồn trọng tâm về cái chân chân đang đứng, còn chân kia nhón lên như vậy, rồi từ từ dở lên chừng khoảng 2 giây mình cảm nhận, rồi mình từ từ đưa tới cỡ khoảng 2 giây, rồi từ từ hãy đặt bàn chân xuống nhẹ nhàng. Dĩ nhiên khi mình đặt xuống thì mình đặt gót chân, lòng bàn chân rồi tới mũi chân. Nói chung là chúng ta chú ý toàn bộ tiến trình mình di chuyển từ điểm này qua điểm khác, tâm mình vẫn chuyên chú ở đó, thì năng lực tỉnh thức của mình sẽ được nuôi dưỡng liên tục, năng lượng chánh niệm sẽ được nuôi dưỡng liên tục. Cũng rất là đơn giản, nhớ thả lỏng, quan sát bước chân trong 3 giai đoạn: dở chân lên, đưa chân tới và đặt bàn chân xuống. Mỗi một giai đoạn như vậy chúng ta dừng lại một chút xíu, cỡ khoảng 2-3 giây, rồi hãy chuyển qua một cái giai đoạn khác. Và trong khi đi thì chúng ta giới hạn tầm nhìn. Nếu chúng ta mở rộng tầm nhìn thì tâm nó rất dễ bị tán loạn, mắt chúng ta thu khép nhỏ lại, có thể là nhìn xuống càng gần càng tốt, thậm chí là chúng ta khép mắt lại luôn. Nếu mà bước chân chúng ta vững thì định chúng ta sẽ rất là sâu. Bây giờ mời đại chúng đứng lên. Thả lỏng hai tay theo chiều cơ thể, hoặc là mình để hai tay lại thả ít bụng cũng được, rồi từ từ giảm chân lên, để chân tới và bàn chân xuống, bước đi từ từ thôi, một bước rất là lâu mới bước một bước nữa. Cái bước nhanh đó là không có không gian để bước, dở lên mình cũng cảm nhận rõ nè, đưa tới cũng cảm nhận rất là rõ, và đặt bàn chân xuống cảm nhận rất là rõ. Thả lỏng người ra, bạn mở thêm quạt sau các quạt hết rồi. Quan trọng không phải là bước được bao nhiêu bước, mà là giữ tâm mình trên bước chân. Thank you.
Đây là giờ thiền tọa. Chúng ta đang tập ngồi yên, không cựa quậy nhúc nhích nữa, không có mở mắt ra ngoài để nhìn thế giới xung quanh nữa. Chúng ta đang quay vào bên trong để kết nối với chính mình. Trước tiên là kiểm tra xem mình đã ngồi thẳng thốt, ngay ngắn chưa, bằng cách là lắc qua lắc lại thử coi nó vững vàng chưa. Tiếp theo chúng ta khép mắt lại hoàn toàn, khép nhẹ thôi, và nở nụ cười hàm tiếu, cảm nhận đôi môi đang căng nhẹ, thả lỏng hết các cơ bắp trên gương mặt, thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay và các ngón tay, không nắm giữ gì cả, chỉ có sự chú ý liên tục hòa thôi. Giữ cột sống thẳng đứng, giữ chiếc cằm vừa phải. Bây giờ chúng ta hãy chú ý tới sự phồng xẹp của bụng, tức là chú ý tới hơi thở. Nhớ là đừng điều khiển hơi thở, hãy để nó vào ra tự nhiên. Chúng ta một cái đối tượng, một đề mục và giữ chặt vào.
đối tượng an lành địa ngục đó. Ban đầu chúng ta phải dùng lực, dùng sức để ráng, để cố gắng giữ tâm trên đối tượng đó, giữ tâm trên đối tượng đó, giữ tâm trên đối tượng đó. Nhưng mà khi chúng ta thực tập một thời gian lâu rồi thì chúng ta không còn dùng sức nữa. Tâm chúng ta nó rất là tự nhiên, nó thích an trú trong hiện tại. Và nó bớt tìm cầu đi về tương lai hay là luyến tiếc quá khứ. Nghĩa là trong một cái giờ ngồi thiền, chúng ta đạt được những cái phẩm chất hỷ lạc, an vui, thoải mái. Đức Phật nói rằng không có điểm tựa nào an toàn bằng chính mình cả. Có thể đối với các bạn trẻ chưa trải nghiệm nhiều, chưa có sống nhiều, chưa có những cái nhìn sâu sắc, thì chúng ta có thể cho rằng chúng ta cần phải nương tựa vào các đối tượng ở bên ngoài, và những đối tượng đó có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc. Thí dụ như là mình nương tựa vào tiền bạc, quyền lực, sắc dục, một đối tượng thương yêu. Có vẻ như là từ lâu rồi chúng ta đặt tâm chúng ta ở bên ngoài rất là nhiều, nương tựa vào các đối tượng ở bên ngoài. Nương tựa có nghĩa là hy vọng, là chờ đợi, là vướng mắc, là nắm bắt, là giữ gìn. Và chúng ta quên đi bản thân mình. Và cái cuộc mưu sinh nó làm cho chúng ta rời xa bản thân mình rất là lâu. Phải đến khi mình ngã bệnh, tới khi mà mình thất bại, tới khi mà bị người khác khiển trách, thì chúng ta mới có ý thức quay trở về với chính mình. Và khi chúng ta trở về với chính mình, mà nếu không biết cách thực tập, thì chúng ta nhìn cái căn nhà của mình nó giống như là nhà dột cột xiêu, rất là chán. Trong tâm mình có nhiều phiền não, trong tâm mình có nhiều vấn đề, cho nên là mình cũng không muốn trở về với chính mình. Rồi mình lại tiếp tục ra đi, tiếp tục nắm bắt một đối tượng nào đó. Lúc nào mình cũng tìm ra một cái điều gì đó để mình suy nghĩ, tìm ra một đối tượng nào đó để mình quan tâm, để mình thương yêu, chứ mình chưa thật sự biết quay về nương tựa chính mình. Và mình cũng chưa đủ tin rằng nếu mình nương tựa vào chính mình thì mình sẽ có bình an, sẽ có hạnh phúc, và mình sẽ cảm thấy vững chãi, có thể sống được trong đời sống này. May là chúng ta đã biết thiền tập, và chúng ta đang có mặt trong cái khóa thiền. Có thể nửa giờ ngồi thiền ban nãy nó cũng chưa có giúp chúng ta đạt được những cái hỷ lạc. Tâm chúng ta nó vẫn còn chạy lang thang. Nhưng mà chúng ta còn nhiều thời gian, chúng ta còn nhiều giờ ngồi thiền trong ngày hôm nay. Và chúng ta có quyền tin rằng nếu chúng ta vẫn quyết tâm, vẫn kiên trì, thì những giờ ngồi thiền tới chúng ta sẽ đạt nhiều phẩm chất. Ngoài cái giờ ngồi thiền ra thì chúng ta còn thực tập nhiều bài thực tập khác. Mục đích là giữ tâm trong hiện tại liên tục, giữ tâm trong hiện tại liên tục. Trong cái sự giác ngộ của Đức Phật thì Đức Phật cho rằng chúng ta không thể nào nắm bắt được quá khứ và tương lai. Chúng ta không thể nào có được hạnh phúc từ quá khứ và tương lai. Đừng cố gắng tìm kiếm những cái kỷ niệm đẹp ở trong quá khứ. Nó không làm cho chúng ta có hạnh phúc đâu. Nó chỉ là một cảm giác sung sướng, thỏa mãn nhất thời. Để rồi sau khi chúng ta không thể nhớ về quá khứ nữa, nó còn lại trong chúng ta một nỗi tiếc nuối dai dẳng. Và cái cảm giác tiếc nuối đó nó làm cho chúng ta rất là khó chịu, rất là khổ sở. Còn tương lai, dĩ nhiên là chúng ta cũng cần có kế hoạch cho tương lai. Nhưng chúng ta không có đạt được gì ở tương lai trong giây phút này cả. Tương lai là chuyện chưa xảy ra. Trong giây phút này chúng ta không nắm bắt được gì ở tương lai. Chúng ta chỉ có thể ráng tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp để chúng ta có chút niềm vui sống. Hoặc là chúng ta chỉ có thể đặt ra một vài cái dự án kế hoạch cho tương lai. Chúng ta có một vài sự chuẩn bị
Nhưng một vài sự chuẩn bị, một vài cái dự phòng đó cũng không làm cho chúng ta có hạnh phúc được. Có thể là chúng ta chỉ để chuẩn bị để có hạnh phúc mà thôi. Trong khi đó Đức Phật nói chỉ có hiện tại, chỉ có giây phút này nè, chúng ta có nắm bắt được hay không thì thôi, thì nó mới có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc được. Đức Phật nói đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quán chiếu phút giây này, tuệ giác chính là đây. Chúng ta có thể có được tuệ giác trong giây phút này. Chúng ta có thể có những cái thấy minh triết. Chúng ta có thể có được an vui, có được hạnh phúc trong phút giây này, với điều kiện chúng ta biết cách nắm bắt nó. Và tất cả những cái kỹ thuật hành thiền, những phương pháp hành thiền cũng chỉ để giúp cho chúng ta nắm bắt được giây phút hiện tại. Nắm bắt có nghĩa là sao? Là thưởng thức được, là kết nối được, là sống với nó được. Có vẻ như là từ rất lâu rồi chúng ta disconnect, mất sự kết nối với những gì đang xảy ra trong hiện tại, với đất trời. Mình đã quên nhìn nắng mặt trời, mình đã quên cảm nhận tiếng chim hót, hay là mùi hoa lan ở trong khu vườn nhà mình. Mình quên nhìn sâu sắc vào những người thân yêu của mình, và mình cũng quên nghe luôn cái hơi thở của mình. Cái đó gọi là mất sự kết nối với sự sống. Và khi chúng ta mất sự kết nối với sự sống thì chúng ta không thưởng thức được cái gì từ sự sống cả. Mặc dù là đất trời ban tặng cho chúng ta rất nhiều tặng phẩm, rất nhiều giá trị màu nhiệm. Tại vì nếu không có ánh nắng mặt trời, không có nước, không có thực phẩm, không có cây xanh, không có con người, không có những liên hệ xung quanh thì làm sao chúng ta sống được? Nhưng mà chúng ta đang sống một cách rất là ơ hờ. Đời ta hết mang điều mới lạ, tôi đã sống rất ơ hờ. Đó là câu thang của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong bài hát Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ. Sống rất ơ hờ có nghĩa là vô tình, vô tâm, không đối hoài tới, không quan tâm, hoặc là quan tâm một cách hời hợt, không đủ sâu sắc. Cho nên chúng ta gần như không biết cái gì nó đang diễn ra xung quanh chúng ta cả. Và chúng ta cũng không biết cái gì nó đang diễn ra trong tâm hồn chúng ta cả. Chúng ta đã lang thang đi tìm hạnh phúc ở nơi người khác, cầu mong người khác ban bố cho chúng ta một sự quan tâm, một ánh mắt trìu mến, một câu hỏi hay một cử chỉ vuốt ve chiều chuộng, hay là một sự kính trọng, một sự nhảy phục. Tất cả những cái đó thì chúng ta cũng cần. Nhưng mà chỉ khi nào chúng ta thật yếu, chúng ta không có gì để hạnh phúc ấy, không thể tự tạo hạnh phúc cho mình, thì chúng ta mới cần. Còn khi chúng ta có thể quay được trở về với chính mình, kết nối trở lại với chính mình, và tìm thấy được sự hiển lạc trong con người của mình, thì chúng ta sẽ không còn muốn phóng tâm ra bên ngoài nữa. Là tại vì chúng ta cũng đã trải nghiệm nhiều năm rồi, chúng ta biết rằng người đó rồi cũng sẽ có lúc kiệt sức, cũng có lúc quạo quọ, cũng có lúc khó chịu, cũng có lúc phản ứng, cũng có lúc nhả chất độc vào người của chúng ta. Và công việc mà chúng ta ưa thích, công việc mà chúng ta đam mê, rồi cũng có lúc nó sẽ không xảy ra đúng với ý của ta, cũng có lúc thành, lúc bại. Về danh vọng cũng vậy, có lúc được công nhận, có lúc bị phủ nhận. Cho nên những điều kiện bên ngoài thì chúng ta cũng cần, nhưng mà ít thôi. Đức Phật khuyên chúng ta nên dành nhiều thời gian để đầu tư cho cái bên trong. Ở trong chúng ta ai cũng có sẵn những cái giá trị màu nhiệm, những cái chất liệu hoàn toàn có thể làm cho chúng ta bình an và hạnh phúc, và có thể sống một cách trọn vẹn trong đời sống này. Vấn đề là chúng ta có tin hay không thôi. Khi chúng ta tập ngồi yên, tức là chúng ta không có muốn chạy tới chạy lui, không có muốn lăn xăng, không có muốn chạy lang thang, không có
có thiền cầu gì ở bên ngoài nữa. Mặc dù là có thể sau khi ngồi thiền xong mình đứng lên mình chạy tiếp, sau cái khóa thiền này thì mình sẽ chạy tiếp, nhưng mà mình nhất định chọn ra một khoảng thời gian không chạy nữa, không lang thang tìm kiếm cái gì ở bên ngoài nữa. Biết là quý vị cũng phải khó khăn lắm mới có thể sắp xếp được, dàn xếp được mọi thứ để có mặt ở đây trọn một ngày. Và khi quý vị đã có mặt ở đây rồi thì đã đến rồi thì phải thật sự là có mặt ở đây. Đến đây thì đã đến đây. Mặc dù là tâm chúng ta nó cũng lén lén, nó chạy về quá khứ, nó cũng chạy về tương lai, nó chạy về nhà, nó giải quyết một số việc, nó chạy về công sở, nó giải quyết một số việc. Nhưng mà nhờ năng lực thực tập chung của đại chúng, nhờ thời khóa xảy ra liên tục, cho nên chúng ta phát hiện kịp thời tâm mình nó đã phóng đi. Quý vị nhớ là phóng tâm không phải là vấn đề, đừng sợ phóng tâm. Chẳng phải là hàng ngày chúng ta luôn luôn phóng tâm đó sao? Chỉ có điều là khi chúng ta bắt đầu ngồi yên xuống, chúng ta mới phát hiện ra là mình đã phóng tâm, hoặc là mình vừa mới phóng tâm, thậm chí là mình đang phóng tâm. Cái đó đã là một bước tiến bộ. Còn khi mà mình không có ngồi yên xuống, mình không có quay vào bên trong, mình không có đang thực tập thiền, thì nó phóng tâm vèo vèo, nó phóng đi cả giờ đồng hồ mình cũng không phát hiện ra được. Cho nên không có lý gì khi mình ngồi yên xuống là mình đề nghị tâm mình nó đừng có phóng đi là nó sẽ không phóng đi. Mình phải chấp nhận cái sự phóng đi của nó như là một cái lẽ thường tình, để rồi mình nhắc nhở liên tục, đem tâm trở về, đem tâm trở về, đem tâm trở về, đặt tâm vào một cái đề mục, một đối tượng nào đó, kiên trì và kiên trì. Và với sự nỗ lực kiên trì đó, với sự tinh tấn không ngừng đó, chúng ta sẽ gặt hái được những kết quả bất ngờ. Và rồi tâm chúng ta nó sẽ yên bình, lắng dịu, và chúng ta hoàn toàn thưởng thức được giây phút hiện tại này là của mình. Giây phút được tự do, thoát ra khỏi những lo lắng, những sợ hãi, thoát ra khỏi sự giận hờn, sự tiếng than vang não nề, có sự chống đối, không thích cảm giác này, không thích ở đây, hay là một sự hài lòng, một sự an vui, một sự hoan hỷ, một sự chấp nhận, một sự thích thú. Bất cứ âm thanh nào, bất cứ tín hiệu nào mình cũng đón nhận hết, mỉm cười hoan hỷ đón nhận, ghi nhận tôi mới vừa nghe cái âm thanh đó, hoặc là tôi đang lắng nghe cái âm thanh đó, tôi biết rất rõ, và tôi đang phản ứng lên cái âm thanh đó. Phản ứng tức là thể hiện thái độ thích hay là không thích, muốn duy trì cái âm thanh đó lâu bền hay là muốn loại trừ, muốn kết thúc. Có những âm thanh rất là dễ chịu cho nên tôi muốn giữ lại, có những âm thanh không dễ chịu cho nên tôi muốn xua đuổi đi. Tôi thấy rất là rõ thái độ của tôi phản ứng, và tôi đang thiền tập rất tốt. Đó, quý vị có thấy không? Khi quý vị có mặt thật sự ở nơi đây, qua cách là kết nối với âm thanh, bất kỳ đối tượng nào cũng được, đối tượng nào đang có mặt trong hiện tại thì quý vị có thể kết nối hết, là quý vị sẽ có mặt được trong giây phút hiện tại, mà có mặt thật là sâu, thư giãn thật là sâu, thì quý vị sẽ thấy tâm rất là bình an. Dục an tắc an, muốn bình an là có bình an. Vấn đề là muốn bao nhiêu phần trăm, hay là vẫn còn muốn được công nhận, còn muốn người kia xin lỗi, còn muốn người kia phải có mặt cho mình thì mình mới an. Phải giải quyết được cái câu chuyện của mình, những khó khăn của mình thì mình mới chịu an. Mình muốn phải thành, đừng có bại. Mình muốn được khen, không muốn bị chê. Nếu mình còn muốn những cái đó nhiều quá, ít nhất là trong giây phút này mình còn những cái muốn khác á,
thì không cách nào mình có thể làm cho tâm mình an một cách trọn vẹn được. Bạn phải muốn 100% trong giây phút này. Tôi chỉ muốn tâm tôi bình an thôi, tôi không muốn gì khác hết. Nhưng mà nhiều khi mình còn không biết là mình đang muốn cái gì nữa. Hoặc là mình cũng muốn bình an, nhưng mà mình cũng muốn những cái thứ khác. Hoặc là mình nghĩ là mình chưa cần bình an đâu, mình còn trẻ mà, mình nghĩ mình cũng ổn chứ. Bây giờ mình chỉ muốn chiến thắng, mình chỉ muốn được chinh phục kẻ khác, mình chỉ muốn có mọi thứ trong tay thôi. Nhưng mà sâu thẳm trong tâm hồn nó có rất nhiều nỗi bất an, có rất nhiều phiền muộn, có những cái vết thương sâu thẳm chưa được chữa lành. Mà vì mình hời hợt, vì mình không chịu nhìn sâu, vì mình đánh giá không chính xác về chính bản thân mình, có chút ảo tưởng về bản thân mình, có chút hiểu lầm về bản thân mình, cho nên mình tưởng là mình không có nhu cầu được bình an. Nhưng mà cơ thể mình rất cần, tâm hồn của mình cũng rất cần. Hãy chịu khó ngồi yên thử đi, trong 15 phút hay là 20 phút. Cố gắng giữ tâm trên một đề mục, đừng suy nghĩ gì hết. Cố gắng đừng suy nghĩ về quá khứ, đừng suy nghĩ tương lai. Cố gắng kết nối với hơi thở, hoặc là bất kỳ đối tượng nào đang có mặt trong hiện tại, thì mình phát hiện ra là mình có cần bình an hay không. Tại vì mình cảm thấy rung lên, cảm thấy sung sướng, cảm thấy hạnh phúc vô cùng trong giây phút này. Có cảm giác như là người khác được uống nước, người đói được ăn, người đi lang thang ở bên ngoài được trở về với căn nhà mát rượi hay là ấm áp. Có cảm giác như được chở che, được bao bọc, nghĩa là mình đang cần sự bình an rồi đó. Có một lần tôi nhập thất ở trên Đà Lạt, buổi chiều tôi đi bộ ra bên ngoài quên đóng cửa, cho nên khi trở về thì thấy giấy tờ ở trên bàn, sách vở bị gió thổi tung hết, và tôi đã lật đật đóng các cánh cửa lại. Bên ngoài thì gió thổi lồng lồng, và bật bếp lò lên, sắp xếp tờ giấy sách vở lại, rồi lấy một cái cục đá dần lên, và tôi bắt đầu ngồi yên xuống, hơ tay trên bếp lửa hồng. Tôi có cảm giác mình được che chở bởi cái căn nhà, bởi các cánh cửa sổ, cái cửa chính đã được khép chặt bởi bếp lò ấm áp, rất là hạnh phúc. Và mình biết ơn căn nhà và biết ơn sự trở về của mình. Mình đã trở về đủ rồi. Mình nghe được tiếng lửa tí tách, mình cảm nhận được hơi lửa tràn trên cái lòng bàn tay của mình. Mình nghe được hơi thở của mình. Mình ý thức là thời gian qua đã rất lâu rồi, mình đã không chịu trở về với chính mình. Mình thả lỏng tâm của mình, chạy rong ruổi đi tìm cái này cái khác, để rồi trong lòng mình nó trống hơ trống hoác, nó lạc lõng, nó chênh vênh, nó buồn thối, rồi nó kiếm chuyện, nó gây rủa, nó cự nữ, nó than phiền, nó trách móc, nó buồn tội. Rồi khi mà các cánh cửa được khép lại, cũng giống như là các giác quan, các vị đóng lại, mắt chúng ta khép lại, chúng ta không muốn nhìn cái gì nữa hết, chúng ta không muốn kết nối với thế giới bên ngoài nữa, ít nhất là trong ngày hôm nay, trong giây phút này. Khi chúng ta cắt đứt sự kết nối với thế giới bên ngoài, nghĩa là chúng ta bắt đầu thiết lập sự kết nối chặt chẽ vào thế giới bên trong và chính mình, là hơi thở, là bước chân, là những gì đang xảy ra trên thân và trên tâm của mình. Thì mình nghe lòng mình bình an thật sự, và mình biết là mình cần quay về. Tôi đang quay về với chính tôi, quay về nương tựa với chính tôi. Tôi biết đây là điểm tựa an toàn nhất. Tại vì nếu mà tôi nương tựa vào người khác, có thể một ngày nào đó người đó sẽ xua đuổi tôi, người đó sẽ thay đổi thái độ đối với tôi, người đó có thể không còn nâng niu kính trọng tôi nữa. Đó là một sự ở trọ. Đó là cái từ mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gọi là
ở trọ, tim em ở trọ là tôi. Tôi đã ở trọ trong tim em rất lâu rồi, ở trọ trong tim anh rất lâu rồi. Tôi cũng có hạnh phúc, nhưng mà tôi cũng gặt hái lắm nhiều khổ đau, phiền lụy. Cho nên là tôi cũng sẽ ở nhà anh, tôi cũng sẽ ở trong trái tim em, nhưng mà tạm thôi, lâu lâu ghé chơi thôi. Còn phần chính là tôi sẽ trở về sống với căn nhà của tôi. Mặc dù là căn nhà của tôi hiện tại không có hấp dẫn lắm, không có an toàn chắc chắn lắm, nhưng mà tôi sẽ tu chỉnh lại. Tôi sẽ có mặt thường xuyên, tôi sẽ thường xuyên ngồi thiền, thường xuyên đi thiền hành, thường xuyên trở về với hơi thở. Và quý vị nên thực tập dùm ba cái kỹ năng này để giúp cho sự trở về trở nên sâu sắc hơn. Thứ nhất là chậm lại một chút và cảm nhận cái tiến trình chậm đó. Thí dụ như khi mình nói, bữa nay thì quý vị không được nói rồi, kết thúc chương trình thì chúng ta sẽ được nói trở lại. Thì mình nói thật là chậm để mình nghe từng lời, từng chữ, từng cái giọng điệu, từng cái âm vực, từng cái cường độ của giọng nói của mình. Khi mình nói phải có sự thưởng thức, phải có sự cảm nhận. Cái đó gọi là thiền, thiền nói. Và khi mình thiền như vậy, nghĩa là mình đang có mặt ở đây rồi, mình đang có mặt với cái giọng nói của mình rồi. Và khi mình đi, hôm nay mình có cơ hội được đi rất là chậm. Đối với nhiều người có lẽ như là chưa bao giờ được đi chậm như ngày hôm nay. Chúng ta dở chân lên, chúng ta dừng lại một chút xíu, chừng khoảng 2 giây, rồi chúng ta đưa chân tới và cảm nhận tiến trình đưa tới, chứ không phải là chúng ta cần cái điểm tới. Suốt tiến trình đưa tới chúng ta cũng cảm nhận, rồi chúng ta đặt bàn chân xuống một cách nhẹ nhàng, chúng ta cũng cảm nhận tiến trình đó. Khi từ A đi tới B, chúng ta không vội đi tới B liền, chúng ta cảm nhận suốt tiến trình đi tới B. Rồi từ B đi tới C, chúng ta cũng không vội đi về C, cảm nhận suốt tiến trình đi về C. Nghĩa là chúng ta đang sống sâu sắc trong bất kể khoảng thời gian nào. Nếu chúng ta có mặt được là kết nối liền, là sống sâu sắc liền. Thì khi chúng ta bước một bước, chúng ta bước một cách rất là trọn vẹn. Chúng ta không mong chờ tới bước thứ hai. Bước thứ hai để làm gì? Chúng ta đâu cần bước bao nhiêu bước đâu, phải không quý vị? Chúng ta chỉ sử dụng cái phương tiện bước, dùng cái cách bước để chúng ta trở về, để đưa tâm trở về với thật, trở về với sự sống, kết nối với sự sống, để làm cho mình được bình an, để làm cho tâm trí sáng suốt, để nhìn cuộc sống ở một lăng kính khác, để thấy cuộc sống này thật sự là màu nhiệm. Đức Phật nói không có con đường nào đi tới hạnh phúc cả, không có hạnh phúc nào ở cuối con đường cả. There is no way to happiness. Happiness is the way. Hạnh phúc chính là lộ trình, là tiến trình, là con đường, là mỗi giây phút mà chúng ta sống đó. Chúng ta có biết cách để làm cho mình có hạnh phúc không? Còn nếu chúng ta không biết cách thì chúng ta đừng có trông mong gì chúng ta có thể có hạnh phúc ở ngày mai, ở tuần sau, ở tương lai. Những điều kiện của hạnh phúc đã có sẵn hết rồi. Vấn đề là chúng ta làm sao để cảm nhận nó là điều kiện của hạnh phúc. Vấn đề là làm sao để chúng ta biết rằng chúng ta có thể thưởng thức được nó, chúng ta trân quý nó. Tại vì rất lâu rồi chúng ta đã hờ hững với nó, chúng ta đã khinh thường nó, chúng ta không còn thấy nó là những điều kiện của hạnh phúc. Ngay cả cái người thân yêu sống bên cạnh mình cũng không thấy đó là một điều kiện của hạnh phúc. Mình chỉ thấy chướng tai gai mắt, mình chỉ thấy phiền hà khổ lụy, là do tâm chúng ta cứ đặt ở bên ngoài, tâm chúng ta cứ tìm cầu, cứ hy vọng, cứ chờ đợi, cứ nhìn vào những cái yếu kém, những cái lỗi lầm, những cái khuyết điểm của người khác, mà chúng ta đã không quay trở về, đã không nương tựa chính mình. Khi tâm chúng ta nương tựa chính mình đủ, chúng ta sống sâu sắc được giây phút này, thì chúng ta ít có muốn biết cái giây phút kế tiếp là cái gì. Chúng ta ít muốn chờ đợi cái gì sẽ xảy ra trong giây phút kế tiếp. Cái đó gọi là an trú một cách trọn vẹn. Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quán chiếu phút giây này. Quán chiếu tức là hãy nhìn sâu vào
những gì đang xảy ra trong phút giây này. Chúng ta có các giác quan, hãy mở các giác quan lên đi. Tại vì trong giây phút hiện tại này, các đối tượng xung quanh không có làm phiền chúng ta, không có chất lượng độc hại, không có năng lượng độc hại nào tràn vào các giác quan chúng ta cả. Bắt chúng ta nhìn thấy gì? Nhìn là phải biết mình đang nhìn cái gì. Thậm chí là quý vị hãy gọi tên luôn: tôi đang nhìn cái băng cục, tôi đang nhìn cái cột, tôi đang nhìn cái bóng đèn, tôi đang nhìn trời xanh mây trắng, tôi đang nhìn một người bạn đồng tu. Tôi biết tôi đang nhìn cái gì. Biết mình đang nhìn cái gì nghĩa là đang tỉnh thức, nghĩa là đang kết nối với thực tại. Có những lúc tâm quý vị nó suy nghĩ quá dữ dội, không thể dừng lại được, thì quý vị hãy gọi tên cái đối tượng nào quý vị đang tiếp xúc. Thí dụ như là tôi đang nâng chén trà lên, tôi biết là tôi đang nâng chén trà lên. Cái tách trà này màu trắng, nó có quai, rồi nước trà màu gì? Tìm hiểu một cách chi tiết, tỉ mỉ, thì tâm chúng ta nó sẽ đầu lại, nó sẽ thắt chặt vào đối tượng đó. Chỉ phòng hờ là bị đối tượng nó cuốn vào thôi. Đừng để đối tượng nó cuốn vào, đừng có tìm hiểu quá chi tiết, để rồi tâm chúng ta bị kẹt vào trong đó thì không nên. Như vậy thì chúng ta cũng không kết nối được với hiện tại. Và tai chúng ta nghe cái gì? Tự hỏi. Mũi chúng ta ngửi cái gì? Kiểm tra lại xem. Rồi khi chúng ta uống nước, khi chúng ta ăn thì lưỡi chúng ta sẽ tiếp xúc với vị như thế nào? Chua, ngọt, mặn, nhạt. Rồi thân chúng ta như thế nào? Có nóng bức không? Có thoải mái không? Có thư giãn không? Có căng thẳng không? Biết hết, cảm nhận được hết. Nghĩa là chúng ta đang tỉnh, chúng ta đang thoát khỏi màn vô minh, thoát khỏi sự mê mờ trong tâm trí. Có thể trước đó tâm chúng ta nó chìm vào một màn sương mù, không biết là mình đang nghĩ gì, không biết có cái gì đang hiện ra trong tâm của mình. Có rất nhiều sự rối rắm, có rất nhiều sự căng thẳng. Nhưng khi thiết lập trở lại với thực tại, kết nối sâu sắc với thực tại, thì tâm chúng ta nó sáng ra, nó bừng tỉnh, giống như là xé màn sương mù vậy. Bài tập cơ bản đầu tiên đó là chậm lại một chút và cảm nhận tiến trình chậm đó. Bài tập thứ hai đó là hãy thư giãn, thả lỏng thật là sâu và cảm nhận tiến trình thư giãn đó. Đầu tiên là mình hãy thư giãn các cơ bắp trên gương mặt. Quý vị hãy thử thả lỏng các cơ bắp trên gương mặt. Đừng có nhìn chấu chấu như vậy, đừng có nhìn đăm đăm như vậy. Và mình có thể mỉm cười. Mỉm cười để giúp cho gương mặt dễ thư giãn, dễ thả lỏng. Vì cười thử xem, sao cái mặt ai cũng buồn thiêu vậy, sao mà nhăn nhó quá vậy. Mỉm cười đi. Mỉm cười chứ đừng có cười te toét. Cười mỉm thôi, cười nhẹ, để cho các cơ bắp trên gương mặt được thả lỏng ra. Có lý do gì để mình cười? Vì mình còn sống, vì mình còn thở được, vì mình còn mạnh khỏe, vì mình còn nhiều cơ hội để thay đổi bản thân, để làm cho đời sống có thêm phẩm chất. Mình mỉm cười vì mình đang có mặt trong hiện tại. Tâm mình đã trở về với giây phút hiện tại rồi. Nó không vất vơ vất vưởng đâu đó trong quá khứ hay là tương lai nữa. Mỉm cười nhìn đó hoa, lòng nghi ngờ tan vỡ. Nghi ngờ cái gì? Nghi ngờ tưởng là hạnh phúc chỉ có mặt trong tương lai thôi. Nghi ngờ rằng những điều kiện trong hiện tại không đủ làm cho mình có hạnh phúc. Mà buổi sáng hôm nay, nhìn một đóa hoa đang nở, thấy màu nhiệm quá, thấy đẹp quá, và thấy lòng bình an quá, và thấy hạnh phúc quá. Mỉm cười nhìn đóa hoa, nhìn đóa hoa và nở một nụ cười, ghi nhận rằng là tôi biết có một đóa hoa đang nở. Và tôi đang có mặt ở đây để tôi biết điều đó. Khi chúng ta có mặt ở đây thì mỗi cảnh vật nó hiện bày ra, bừng sáng lên. Nó thể hiện rõ cái giá trị của nó trước mặt chúng ta.
Còn khi tâm chúng ta chìm vào những nỗi lo lắng muộn phiền thì mỗi đối tượng xung quanh chúng ta nó mờ nhạt đi, ta không còn nhìn nó nữa. Mặc dù thực tại vốn là như vậy, không có gì thay đổi cả, nhưng mà khi tâm chúng ta chìm vào màn sương mù của sự lo lắng sợ hãi, của những nỗi muộn phiền, thì tâm chúng ta không kết nối được với nó. Vì không kết nối được với nó cho nên không có nhận được tín hiệu của nó, và nó không hiện rõ cho chúng ta thấy được. Chỉ khi chúng ta có mặt thì đối tượng sẽ lập tức có mặt. Đó là một sự kết nối thật sự. Và khi cả hai đối tượng và chủ thể cùng có mặt thì sẽ nuôi dưỡng lẫn nhau. Chúng ta sẽ nuôi dưỡng đối tượng bằng năng lượng bình an của mình, và đối tượng sẽ nuôi dưỡng chúng ta bằng năng lượng bình an của đối tượng. Cho nên khi quý vị có mặt với người thương của mình bằng tất cả sự thư giãn, thả lỏng, thì là mình đang nuôi dưỡng người thương của mình. Dù người thương của mình có biết hay không, nhưng mà hễ có mặt với đối tượng là nuôi dưỡng đối tượng. Mà nếu đối tượng cũng có mặt một cách trọn vẹn thật sự, cả hai cùng thiền tập thì nuôi dưỡng cho nhau rất nhiều, rất rất nhiều. Vậy thì bài thực tập của quý vị trong ngày hôm nay phải nhớ, luôn nhắc nhớ mình là hãy thả lỏng đi, thả lỏng thật là sâu. Đừng có thả lỏng một cách sơ sài, hời hợt. Thả lỏng các cơ bắp trên gương mặt đi, hãy mỉm cười đi. Thả lỏng đôi bờ vai, thả lỏng thật là sâu. Muốn thả lỏng sâu đó, nếu được quý vị kết hợp với khép mắt lại để cảm nhận cái sự thả lỏng đó. Thả lỏng hai cánh tay, lòng bàn tay và các ngón tay. Rồi khi mình đứng hay là khi mình đi thì mình thả lỏng luôn cẳng chân, thả lỏng bắp chân và bàn chân. Hồi nãy trong lúc mình đi thiền hành đó, quý vị phải nhớ là mình thả lỏng hai cẳng chân khi mình bước đi, thả lỏng luôn lòng bàn chân khi mình bước đi. Và khi quý vị thả lỏng, đặt tâm mình vào sự thả lỏng đó, thả lỏng cho thật là sâu, thì bình an sẽ xuất hiện. Muốn an thì an. Có muốn không? Có quyết tâm thực tập không? Hay là sợ thư giãn sâu rồi không nhớ tới người ấy, sợ người ấy buồn, sợ người ấy nghĩ rằng mình không thương người ấy nữa, sao không nhớ? Sợ chiều nay rồi mình không có chuẩn bị trước bữa ăn thì về nhà biết nấu cái gì? Đừng sợ hãi. Sợ hãi là sản phẩm của thói quen không biết ăn đúng trong chính mình. Sợ hãi là do không có đủ nội lực. Sợ hãi là do thiếu niềm tự tin. Tự tin là mình có thể làm cho mình có hạnh phúc, có bình an được. Khi chúng ta cố gắng trở về với chính mình, tự tạo sự bình an, sự thư giãn, sự hạnh phúc, thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi nữa. Chuyện gì xảy ra cũng được, cũng có thể hoan hỷ đón nhận. Có bại một chút, có hư hao một chút, có bị người khác trách móc một chút cũng không sao. Lòng ta đã bình an rồi, lòng ta đã thông dong tự tại rồi, thì tất cả những cái mất mát, những cái hư hao bên ngoài chẳng là gì cả. Chúng ta sở dĩ quá quan trọng cái bên ngoài là tại vì chúng ta không có đời sống ở bên trong. Bây giờ ta đang thiết lập đời sống ở bên trong. Bài tập thứ ba là hãy thở cho sâu, thở cho đều, thở cho liên tục. Không phải là hít vào cái rọt, thở ra một cái, phải vậy. Hơi thở luôn luôn có mặt với chúng ta, không cần chú ý thì hơi thở vẫn cứ làm cái trách nhiệm của nó. Nó cứ đi vào, đi ra theo cái tốc độ của riêng nó, theo cái tiến trình tự nhiên của nó. Bây giờ công việc của chúng ta chỉ là quay về để cảm nhận hơi thở thôi, để chú ý và theo dõi thôi, qua sự phồng xẹp của bụng. Đừng có cố gắng ưỡn cái bụng lên rồi ép cái bụng xuống. Chúng ta không có điều khiển bất cứ một cái gì trong khi thiền tập. Hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất, thoải mái nhất. Chúng ta chỉ đơn giản là chú ý vào, chú ý vào, đặt tâm ở trên đó, cảm nhận nó, đừng cho tâm phóng đi. Để làm gì? Để có được sự thư giãn,
có được sự bình an, để tâm được sáng tỏ, để được sống sâu sắc trong giờ phút hiện tại. Và chúng ta cũng theo sát tiến trình bụng từ từ phồng lên, đang phồng lên và phồng lên xong, bụng từ từ xẹp xuống, đang xẹp xuống và xẹp xuống xong. Kết hợp 3 trong 1, chậm, thư giãn và thở. Trong khi thở, trong khi theo dõi tiến trình phồng xẹp của bụng, chúng ta vẫn chậm và thả lỏng và cảm nhận. Kết hợp 3 bài thực tập trong 1 được, hoặc đôi khi 2 trong 1 cũng được, hoặc đôi khi 1 trong 1 mà thôi. Tức là chỉ có cảm nhận tiến trình bụng từ từ phồng lên, đang phồng lên xong. Kết hợp 2 trong 1, chậm chậm cảm nhận, chậm chậm cảm nhận, chậm chậm cảm nhận. Kết hợp 3 trong 1, chậm chậm thả lỏng, cảm nhận, chậm chậm thả lỏng, cảm nhận. Kết hợp càng nhiều thì sự thực tập nó càng đạt tới mức tinh tế, vững vàng. Vậy thì bất cứ ngồi ở đâu, quý vị phải ngồi thiền. Ít nhất là trong ngày hôm nay, dù là trong giờ ngồi thiền hay là ngoài giờ ngồi thiền, hễ ngồi xuống là ngồi thiền. Ngồi thiền là ngồi sao? Không phải là ngồi kiết già hay là bán già, mà là ngồi thật là yên, có sự thả lỏng, có sự cảm nhận, có sự kết nối với hơi thở. Hoặc là nhiều khi mình muốn không muốn kết nối với hơi thở cũng được, mình kết nối với cây xanh, với âm thanh, với những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta qua các giác quan là ngồi thiền. Nói chung là có nhận biết, có hay biết, có nuôi dưỡng tiến trình nhận biết liên tục là ta đang ngồi thiền. Vì vậy cho nên là ngồi lặt rau, ngồi giặt đồ, ngồi trong văn phòng, ngồi trên xe, thậm chí là ngồi trong nhà vệ sinh cũng có thể ngồi thiền được. Chỉ cần thả lỏng, cảm nhận, giữ tâm ý trong giờ phút hiện tại, kết nối với những gì đang xảy ra trong hiện tại, hoặc là kết nối với hơi thở là ngồi thiền. Tâm bừng sáng, tâm nhận biết là tâm thiền. Và đặc biệt, ngày hôm nay ở đây, chúng ta có đại chúng đang bao quanh, có năng lượng đại chúng thực tập rất là hùng hậu, thì chúng ta dĩ nhiên là sẽ được nhắc nhở rất là nhiều. Nhắc nhở bởi sự thực tập của họ, chứ không phải là sự lên tiếng của họ. May mắn là chúng ta có một ngày yên lặng. May mắn là vì chúng ta không cần phải nói nữa mà vẫn sống được. Không cần phải nói nữa mà vẫn an ổn được. Không cần phải nói nữa mà vẫn có thức ăn để ăn được. Không cần phải nói mà thoải mái, dễ chịu. Thì nói để làm gì? Nói tổn thần lực. Nói thì tâm nó lại phóng đi, nói thì lại phân biệt, nói rồi nhiều phiền muộn. Cho nên là im lặng để quay vào bên trong một cách trọn vẹn nhất. Quý vị có thấy không? Khi mình không nói thì rất là dễ thực tập, rất là dễ quay vào bên trong. Mặc dù tâm chúng ta nó cũng lén lén, nó chạy đi, nhưng phát hiện rất nhanh. Và chúng ta chấp nhận cái việc mà tâm chúng ta nó lén lén chạy đi, đừng có sợ, đừng có trách móc, đừng phản ứng, đừng có áp đặt là tâm phải ở đây, tâm không được chạy đi. Cái vấn đề là chúng ta có nhận ra được tâm chúng ta có chạy đi hay không. Vấn đề là chúng ta phát hiện nó có sớm hay không. Vấn đề là chúng ta có biết tâm chúng ta nó đang ở đâu hay không. Là chúng ta đang thực tập tốt rồi. Phát hiện nhanh, phát hiện chậm cũng không quan trọng. Nếu phát hiện nhanh thì đó là kết quả của sự tu tập nghiêm túc của bạn. Còn phát hiện chậm là tại vì bạn mới thực tập hoặc là thực tập chưa khéo, chưa giỏi, cũng không sao. Cứ ghi nhận là ồ, tôi phát hiện tâm tôi phóng đi chậm quá, hoặc là tôi phát hiện tâm tôi phóng đi rất nhanh. Cứ ghi nhận thôi, đơn giản, chỉ có mặt ở đó, ghi nhận cái gì đang diễn ra mà thôi. Không cần ép tâm mình phải như thế nào. Nó như thế nào cũng được, nó tập trung cũng được, nó có vận động cũng được. Nhưng mà tôi có mặt ở đây để ghi nhận cái tâm bình an đó, để ghi nhận cái tâm bất an đó. Và khi chúng ta ghi nhận và tiếp tục giữ sự quan sát thì sự bất an đó sẽ tan biến đi. Cho nên ngoài 3 bài thực tập cơ bản, chậm lại một chút để cảm nhận, thả lỏng, thư giãn sâu để cảm nhận, thở sâu, thở chậm hay là thở đều, nó
nói chung là thở và cảm nhận, thì thỉnh thoảng quý vị nên kiểm tra tâm mình một lượt. Nó đâu rồi? Nó đang làm gì đó? Nó có thả lỏng không? Nó có đang suy nghĩ vẩn vơ không? Nó đang kết nối với cái gì? Đang nhìn hay đang nghe hay đang ngửi? Biết hết. Biết càng nhiều là tịnh tâm càng giỏi, năng lực tỉnh thức càng mạnh. Đó, ngày hôm nay quý vị chỉ có bấy nhiêu bài thực tập như vậy thôi. Và khi đi, đi đâu cũng là thiền đi. Đi xuống cầu thang, đi lên cầu thang, đi vô nhà vệ sinh, đi xuống nhà ăn, lúc nào mình cũng chỉ có một lối đi, đó là đi trong tỉnh thức. Mặc dù là có những lúc mình phải đi nhanh một chút để kẹt đường, để kịp giờ sinh hoạt, nhưng mà mình không có hấp tấp, không vội vàng, không có rơi vào tình trạng như cũ đi mà không biết mình đang đi, không có đi giống như là bị ma nó rượt ở hình sao. Khoan thai, nhẹ nhàng, từ tốn, dở bước chân nào, đặt bước chân nào đều biết rõ hết. Đi đâu cũng là đi thiền hành. Và quý vị nhớ thêm một bài thực tập nhỏ là nhớ nở nụ cười, ghi nhận mỗi khi mình ghi nhận được cái gì. Ví dụ như là tôi nghe tiếng chim hót, tôi mỉm cười, tôi ghi nhận tôi đang nghe được tiếng chim hót. Tôi thở một hơi thở rất là sâu, tôi cảm nhận được, tôi biết đó là một hơi thở sâu, tôi mỉm cười. Và nói về hơi thở thì tôi xin thêm một ý nữa là quý vị nhớ tìm ra được cái hơi thở tự nhiên của mình nhé. Hơi thở tự nhiên tức là hơi thở không có điều khiển, không có cố tình kéo hơi thở dài ra hay là thu hơi thở ngắn lại, không có cố tình làm cho hơi thở trở nên mịn màng hay là hỗn hển. Cứ cảm nhận hơi thở một cách tự nhiên. Mặc dù là dù quý vị không có cố tình điều khiển hơi thở, nhưng mà thói quen hay điều khiển người khác hay điều khiển mọi thứ xung quanh nó vẫn còn nằm sâu ở trong người của quý vị. Cho nên một cách vô tình chúng ta mang luôn cái thói quen điều khiển vào trong giờ thiền tập. Hãy cảnh giác với điều đó. Hãy tự nhắc nhở mình là có đang điều khiển hơi thở không? Hơi thở này là hơi thở tự nhiên hay là hơi thở có điều khiển? Tại vì hơi thở tự nhiên nó dễ chịu lắm, nó thoải mái lắm, và nó an nhiên lắm. Còn hơi thở có điều khiển nó hỗn hển, nó căng thẳng, nó mệt mỏi. Và khi mà chúng ta tiếp xúc được với hơi thở tự nhiên thì tâm chúng ta an định rất là lâu. Còn nếu mà không tiếp xúc được với hơi thở tự nhiên thì tâm chúng ta rất là dễ phóng đi. Một trong những cách để bắt được hơi thở tự nhiên là làm bộ không chú ý vào hơi thở nữa, tức là đánh lừa tâm ý một chút xíu. Chúng ta quay về cảm nhận cơ bắp trên gương mặt, hoặc là lắng nghe tiếng động xung quanh, rồi đường đột quay về tìm hơi thở, coi hơi thở đâu rồi, thì chúng ta có thể dễ dàng bắt được hơi thở tự nhiên. Còn cố tình tìm ra hơi thở tự nhiên, càng cố gắng là càng gồng gượng, là càng căng thẳng và càng điều khiển. Cho nên thả lỏng ra, thả lỏng ra, thả lỏng ra. Rồi, hơi thở tự nhiên đâu? Thì có thể là gặp được hơi thở tự nhiên. Hoặc là chúng ta hít sâu vào một hơi, cố tình tạo ra một tiếng động khi khi nhẹ nhẹ. Rồi từ từ thở ra, cố tình tạo ra một tiếng động khi khi nhẹ nhẹ. Thêm một hơi nữa. Một hơi nữa. Rồi bây giờ đừng cố tình thở nữa. Để hơi thở vào ra tự nhiên đi. Và bắt đầu chú ý vào vành trong lỗ mũi, nghe tiếng hơi thở khì khì nhẹ nhẹ. Nhớ khép mắt lại, nhớ thả lỏng. Đó chính là hơi thở tự nhiên của chúng ta. Nhưng mà nếu vẫn chưa bắt được hơi thở tự nhiên thì thở thêm vài hơi có chú ý, có điều khiển, có tiếng động, để chúng ta nghe được cái âm thanh khì khì nhẹ nhẹ. Thì khi nào chúng ta nghe được âm thanh nó mịn màng, đều đặn, thì đó chính là hơi thở tự nhiên. Chúc quý vị có một ngày thực tập thật nhiều thảnh thơi, nhẹ nhàng, thư giãn, bình an và tràn đầy tỉnh thức. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Ở trong thuật ngữ nhà thiền tiếng Anh có từ là this is it. Nói đây rồi.
Khi mà chúng ta có những cái trải nghiệm sâu sắc an trú trong hiện tại, chúng ta nhìn ánh nắng hoàng hôn, chúng ta cũng cảm thấy rất là đẹp. Và nhìn một cái chiếc lá đơn sơ cũng thấy rất đẹp. Nhìn dòng nước trôi cũng thấy rất đẹp, rất là màu nhiệm. Đó có thể là một trong những cái chỉnh thể hài hòa nhất giữa ta với đất trời. Tức là trong cái cấu trúc, trong cái cấu trúc của thân và tâm. Nói kỹ hơn theo Phật học là cấu trúc năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nó gồm có cảm thọ, có tưởng tượng, có cảm xúc và có kho chứa tâm thức. Tất cả những thứ đó nó điều hòa với nhau trong giây phút đó. Cho nên nó làm cho thân tâm trở nên cân bằng, ổn định, thư thái, nhẹ nhàng. Và bắt đầu thấy mọi vật xung quanh đều yên ổn, đều là màu nhiệm. This is it, nó đây rồi. Cái mà chúng ta cần tìm là ta đã tìm được rồi. Trong giây phút này ta đã có mặt ở đây rồi. Nói nó đây rồi chứ thật ra là ta đã có mặt ở đây rồi. Vì ta có mặt ở đây rồi cho nên ta đã thấy rõ nó đã có mặt ở đây cho ta. Có thể là nó luôn có mặt cho ta, nhưng mà tại vì ta dông ruổi tìm cầu, ta luôn chạy về quá khứ, mơ tưởng tương lai, cho nên ta đã không thấy được nó. Và bây giờ ta đã có mặt. Có thể nó đây là hơi thở. Hơi thở của chúng ta. Khi mà mình có thể an trú được vào hơi thở, kết nối được với hơi thở, cảm thấy thích thú khi mà mình chú tâm vào hơi thở, thì mình cũng có thể thốt lên rằng: ôi, hơi thở của tôi đây rồi. Êm ái, nhẹ nhàng, dễ chịu. Và thân thể của tôi đây rồi, đôi mắt của tôi đây rồi, nó đang được nghỉ ngơi, thư giãn. Hồi sáng chúng ta có giờ thực tập thiền nằm, thiền buông thức, là một cơ hội để chúng ta quay về, gửi năng lượng thương yêu và bình an đến cơ thể của chúng ta. Khi chúng ta rọi lên bất cứ bộ phận nào của cơ thể, giống như là mình scan cái body của mình, mình chú ý tới đâu thì bộ phận đó bắt đầu có sự thư giãn, có sự quan tâm, có sự yêu thương. Và có thể là khi mình scan đi ngang cánh tay mình rùng mình thấy thương cánh tay của mình quá. Đôi tay của mình làm việc quần quật ngày đêm, phục vụ không biết bao nhiêu là nhu cầu của mình. Nó rất là thèm được nghỉ ngơi, nó rất là thèm được thư giãn, nó thèm cái cảm giác mà nó nằm bên cạnh mình mà mình chú ý tới nó, quan tâm nó. Và nếu mà scan sâu một chút đi qua tới trái tim của mình, thì trái tim mình nó cũng rung lên vì hạnh phúc, vì sung sướng. Là nó nói giữ ác không, bây giờ là mới chịu nhìn tới tôi, quan tâm tôi. Tôi làm việc ngày đêm không có ngừng nghỉ đó nghe. Còn mấy người cứ lo muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ đủ điều hết, mà không bao giờ quan tâm tới tôi. Ngày nào đó tôi bức rồi, đừng có nói tại sao mà tôi không có đối xử tử tế dễ thương với bạn. Trái tim mình nó cũng cần được quan tâm, cần được nuôi dưỡng. Và khi mà mình sống có thảnh thơi, có an nhàn, là mình đang thương trái tim của mình, để nó được đập điều nhịp, để nó được khỏe mạnh. Còn khi mà mình chạy theo những cái ham muốn của mình, có nhiều khi mình gồng người mình lên, mình căng thẳng, mình mệt mỏi, và ứa ra không ít những cái chất độc từ những năng lượng tiêu cực. Nghĩa là mình đang tấn công, đang tàn phá cơ thể của mình. Cho nên thật lòng mà nói thì chúng ta cũng chưa biết thương đủ bản thân mình đâu. Chúng ta có thể đi theo những cái mong muốn, những cái ham muốn của mình hơn là thương toàn vẹn con người của mình. Trong đó có đối xử tử tế với thân thể, trong đó có đối xử tử tế với tâm hồn.
Ngày hôm nay chúng ta có một khóa thiền tập, mặc dù là chúng ta có thể chưa thực tập trọn vẹn được, nhưng mà ít nhất là chúng ta đã đem thân và tâm chúng ta đặt ở đây. Ít nhất là thân nó cũng có mặt ở đây rồi, mà nó không có mặt ở đây sao được, tại vì đòi đâu có đưa mình về được đâu. Cho nên mình đành phải ở đây thôi. Và cái không gian chật chội này có thể làm cho mình hơi khó thở, hơi khó chịu. Nắng rồi hơi người, nhiều thứ có thể làm cho mình hơi phiền toái một tí. Nhưng mà nếu mà mình nhìn sâu vào thì mình thấy cơ thể mình nó đang rất là thư giãn, nó rất là mềm mại. Thậm chí là mình có thể nghe từng tế bào trên cơ thể mình nó reo vui vì cái sự trở lại của mình, cho nó một cơ hội được nghỉ ngơi thật sự. Không còn chạy ngược, chạy xuôi, chạy đông, chạy tây để lo cái này, cái khác nữa. Hàng ngày là mình sử dụng cơ thể mình theo cái kiểu đó. Nếu không muốn nói là mình bóc lột sức lao động của cơ thể, hành hạ cơ thể. Tới khi 11, 12 giờ đêm nó mệt rồi, mắt nó muốn sụp xuống rồi, mình cũng ráng nhướng lên để nhét nó vào cái điện thoại, rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình, tiếp tục suy nghĩ đủ những chuyện trên đời, cũng không cho nó yên nghỉ nữa. Và hôm nay mình thực tập thiền buông thư thì mình thấy mình rất là thương thân thể của mình, từ đôi chân tới cánh tay tới đầu bờ vai đều được nghỉ ngơi hết. Vì mình không có nhiều thực tập, nhiều thời gian để thực tập. Quý vị về nhà có thể thực tập thêm là mình đặc biệt chú ý tới những cái bộ phận sâu ở bên trong, như là trái tim, như là buồng phổi, như là lá gan. Mình có thể nằm đối thoại với từng bộ phận của cơ thể, với năng lượng tỉnh thức, với tất cả sự thương yêu. Và thí dụ như là mình hứa với lá gan của mình một lời hứa danh dự là sẽ không có hút thuốc nữa, sẽ không có bớt uống cà phê lại, bớt đưa những cái chất độc vào gan, để gan có thể tiếp tục đồng hành với mình một đoạn đường dài nữa. Trong quá khứ vì sống thiếu tỉnh thức, vì dại dột mà mình đã đưa vào gan bao nhiêu là chất độc. Và nếu bất cứ bộ phận nào trên cơ thể mà mình thấy nó đau nhức, hoặc là bất cứ bộ phận nào hay là tâm hồn mình có những nơi còn đau nhức, còn những cái vết thương, thì mình khi mình soi rọi cái sự chú ý vào đó thì mình giữ cái sự chú ý đó lâu hơn một chút. Thí dụ như là lòng bàn tay mình nó đau nhức thì mình chú ý vào lòng bàn tay khoảng vài phút, và mình nằm đó thả lỏng, chú ý, gửi sự quan tâm, gửi sự yêu thương, và thậm chí là mình có sự đối thoại trực tiếp với lòng bàn tay của mình. Thì đây là phương pháp tự chữa trị. Phương pháp tự chữa trị có nghĩa là bạn vận dụng hết những cái năng lực quý giá trong chính bạn, dồn về cái vết thương để chữa trị nó. Chúng ta ý thức rằng là trong chúng ta có những cái khối đau nhất, mà đồng thời nó cũng có những cái khối lành mạnh, còn những nơi còn tốt đẹp, còn khỏe khoắn. Cho nên khi mình tập trung vào những cái nơi, những cái vùng còn lành mạnh, và mình với một cái ý muốn mình đem năng lực từ những cái vùng lành mạnh đó đến để ôm lấy, để thoa dịu, để chữa trị những cái vùng đau nhất, thì những cái vùng đau nhất đó nó sẽ được đón nhận cái năng lượng an lành từ những vùng lành mạnh. Và ở trong tâm hồn chúng ta cũng vậy. Nếu trong tâm ta có những cái vết thương sâu nặng thì chúng ta cũng có thể dành ra nhiều thời gian để tự chữa trị bằng cách là mình đi ngồi thiền, mình đi thiền hành, mình sử dụng các phương pháp thiền tập để phát triển năng lực tỉnh thức. Tại vì năng lực tỉnh thức nó sẽ khơi dậy những năng lực khác, như là sự thư giãn, sự thảnh thơi, sự bình an. Tất cả những cái đó tôi thường hay gọi là những cái nội tiết tố trong tâm hồn. Và khi mà những cái chất đó nó ứa ra thì nó sẽ thoa dịu được những vết thương trong tâm hồn, và thậm chí nó còn tính chất chữa trị, làm cho vết thương lành lặn dần. Nói một cách khác, vết thương của chúng ta hầu hết mà nó không có lành lặn được, thậm chí là nó ngày một lớn rộng hơn, là do chúng ta, một là không chú ý tới nó, tức là tâm trí chúng ta lo chú ý tới những đối tượng khác,
tức là rất hờ hững vô tâm với những vết thương của mình. Hai là mỗi lần chú ý vào vết thương thì chúng ta mang những năng lượng rất là độc hại, buồn bực, tức giận, bi quan, chán chường, tuyệt vọng. Tất cả những năng lượng đó sẽ làm cho vết thương ngày càng lầy lội. Và mỗi lần mình nhớ tới những câu nói, tới những hành động, tới những cái điều bất như ý, đau thương đã xảy ra trong quá khứ, là mỗi lần ta làm cho vết thương càng thêm lớn rộng. Nói một cách khác là nếu chúng ta an trú được trong hiện tại càng lâu, duy trì cái mức độ an trú càng bền, thì vết thương nào cũng có thể chữa lành được, những vết thương trong tâm hồn. Khi thực tập thì chúng ta cố gắng, trong những bước đầu chúng ta cố gắng thực tập một trong một thôi, tức là làm việc một trong một, thì mình mới có thể đem thiền vào trong công việc được. Khi mình uống nước thì chỉ uống nước thôi, đừng có kết hợp với cái gì hết, đừng có kết hợp với xem tivi hay là sử dụng điện thoại. Khi mình nấu ăn thì chỉ tập trung nấu ăn thôi, chứ đừng có vừa nấu ăn đừng nghe pháp thoại, hay là vừa nấu ăn mà vừa xem tivi nghe nhạc. Mình đang thực tập thiền mà, tận dụng những cái lúc làm việc để còn thực tập thiền luôn. Rồi trong khi mình bước đi, khi mình đi bộ cũng chỉ tập trung vào bước chân, vào hơi thở, vào cái dáng, vào cái dáng của mình, hoặc là những cảnh vật xung quanh, mà đừng có nghe nhạc hay là nói chuyện. Chúng ta cố gắng để thực tập một trong một, tức là làm việc nào ra việc đó, tập trung vào một việc. Thì khi chúng ta chỉ có một việc để làm thôi thì chúng ta sẽ dễ tập trung vào đối tượng, vào công việc, thì phẩm chất công việc nó sẽ được nâng cao. Và khi chúng ta chỉ làm một việc thôi thì tâm chúng ta nó bớt căng thẳng, bớt bận rộn, và chúng ta có nhiều năng lượng để có thể điều tiết sự thư giãn, sự thảnh thơi, và có thể là kết nối với những bài thực tập sâu như là quan sát hơi thở, cảm nhận hơi thở, thả lỏng, thư giãn trong khi chúng ta làm việc đó. Còn nếu chúng ta làm hai việc trong cùng một lúc thì chúng ta sẽ bị rối, chúng ta sẽ bị căng thẳng, chúng ta sẽ hồi hộp, và chúng ta sẽ đánh mất cái sự định tĩnh, sự thư giãn, và rất là khó để ứng dụng bất cứ bài thực tập thiền nào. Dĩ nhiên là cũng có những lúc chúng ta phải làm 2 trong 1. Nếu buộc lòng phải làm 2 trong 1 thì chúng ta cũng phải làm thôi. Và chúng ta cố gắng vận dụng hết mức, dùng hết sự khéo léo của mình để có thể đưa thiền vào, kết hợp với sự quan sát, sự chú ý, kết hợp với sự thả lỏng, sự thư giãn hay là sự cảm nhận. Tuy nhiên như đã nói là 2 trong 1 thì rất là khó để thiết lập cái công phu tu tập ở trên đó. Thì chúng ta chỉ nên sử dụng nó trong trường hợp bất khả kháng mà thôi. Tôi vẫn thường hay khuyên với các thiền sinh là bất kỳ một đối tượng nào mà mình tiếp xúc thì mình đều biến nó trở thành một cặp, một cặp để mình tiếp xúc trọn vẹn. Tôi lấy từ ý tứ của câu kiều, đó là bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chim bao. Kiều khi mà từ biệt Kim Trọng, khi mà qua từ biệt với Kiều đó, Trọng có một cái linh cảm, có thể là đây là lần gặp gỡ sau cùng, cho nên là phải nhìn nhau cho tận mặt, nhìn cho kỹ, tiếp xúc cho hết lòng, không để bất cứ một cái lý do gì để khiến mà mình tiếp xúc với nhau trong sự mờ nhạt. Và cái sự linh cảm của Kim Trọng đã trở thành sự thật. Để rồi rất là lâu sau đó thì Trọng mới gặp lại Kiều, nhưng mà trong một cái tâm hồn mới, hai tâm hồn trở nên rất là xa lạ. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chim bao. Khi mình nâng tách trà lên thì mình với tách trà có thể là một cặp, tức là mình với tách trà có thể là gặp nhau lần cuối, cho nên là sẽ uống tách trà này một cách rất là hết lòng. Khi mình bước đi thì mình với bước chân mình là một cặp, và mình sẽ bước đi 100%, tập trung hết sức vào bước đi. Khi mình ăn cơm thì mình với thức ăn là một cặp. Khi mình ngồi chơi với con, mình với con là một cặp. Khi mình làm việc, mình lau nhà, mình cắt cà rốt, mình sử dụng điện thoại, thì tất cả công việc đó với mình là một cặp. Những gì mà có mặt với mình tại thời điểm hiện tại thì đều là đối tượng quan trọng nhất để mình hết lòng tiếp xúc với nó. Việc nào tới tay mình tại giây phút này, việc đó là quan trọng nhất,
dù việc đó là việc nhỏ hay là việc lớn. Biến tất cả mọi công việc đều là cơ hội để mình thiền tập, để mình sống tỉnh thức, để mình kết nối với sự sống. Công việc trở thành phụ mà sống trở thành chính. Còn mình mới thực tập, mình là thiền sinh mới bắt đầu ứng dụng thiền vào đời sống thì dĩ nhiên là không cách nào mà mình có thể đưa cái phần thiền nó nhỉnh hơn cái phần làm việc cả. Vậy cho nên là mình phải chấp nhận trong thời gian đầu thì mình có vẻ chú ý công việc hơn, lâu lâu mình mới nhớ đưa thiền vào. Nhưng mà nếu mình quyết tâm thực tập một thời gian thì mình sẽ làm được, vừa làm và vừa sống. Và thậm chí là mình đẩy cái phần sống một cách tỉnh thức nó nhỉnh hơn cả cái phần công việc. Có nghĩa là tới một lúc nào đó mình thấy cái việc thành bại nó không quan trọng bằng mình giữ được một tâm hồn bình an. Nếu mà mình nói, mình đôi co với người đó, mình cự cãi với người đó, mình tranh chấp với người đó thì có thể là mình sẽ hạ gục được người đó, có thể mình làm cho người đó phải khiếp sợ mình, có thể là mình lấy lại một chút quyền lợi, nhưng mà mình sẽ làm cho trái tim của mình nó trở nên căng thẳng, mệt mỏi và nhiều phiền não. Thì mình sẽ chọn cái nào? Cái này nó tùy thuộc vào cái quyết định của mỗi người, dựa vào cái trình độ tu tập của mình ở mỗi thời điểm mà mình đưa ra một cái quyết định. Thí dụ khi mình đi vào nhà vệ sinh, có thể nhà vệ sinh nó rất là dơ, và mình là người đóng góp thêm cái dơ đó thêm một lần nữa, rồi mình cũng vội vàng chạy ra, thì mình có thể tiết kiệm được thời gian. Thí dụ mình vào nhà vệ sinh ở trong phi trường hay là ở trong một cái công sở nào đó, vì tính chất công việc nó cần gấp cho nên là mình phải chạy vội ra khỏi nhà vệ sinh, thậm chí là khỏi cần phải làm nhà vệ sinh luôn. Thì cái đó mình là người không ngoan đó. Mình biết đi tìm cái quyền lợi nào tốt nhất cho mình. Tuy nhiên là tâm hồn mình đã bắt đầu có tỳ vết. Tức là trước hết là mình đã không có làm tròn trách nhiệm của mình, tại vì mình đã làm dơ cái nhà vệ sinh mà mình không chùi rửa. Thứ hai là đáng lẽ là mình còn giúp cái người đi trước làm dơ nhà vệ sinh, mình lau sạch giúp cho họ luôn. Tức là mình có hai chức năng đó, tự chịu trách nhiệm cho bản thân và có khả năng giúp cho người khác. Nhưng mà vì tính chất công việc, vì chạy theo những quyền lợi, mình bỏ luôn hai cái chức năng quan trọng trong tâm hồn của mình, thì gọi là để cho tâm hồn có tỳ vết. Đây chỉ là một cái ví dụ để quý vị có thể nhìn thấy rằng trong một cái đời sống mà nếu không có chất liệu của sự tỉnh thức thì chúng ta sẽ có rất nhiều bước trượt trong sự thực tập. Chúng ta đã vô tình khơi dậy trong tâm hồn mình không biết bao nhiêu là rắc rến, và để lại trong tâm hồn mình không biết bao nhiêu là vết sẹo của những cái năng lượng độc hại ở bên trong. Và cái câu giữ tâm không giữ cảnh nó có thể là một câu thần chú để nhắc nhở chúng ta rằng là tại thời điểm này thì ta có thể ưu tiên cho công việc, ưu tiên cho quyền lợi, hay là mình nên ưu tiên để giữ gìn tâm hồn. Đó là sự lựa chọn của mỗi người. Nếu mình muốn giữ tâm hồn trong sáng, giữ tâm hồn hiền lành, tâm hồn bình an, không có vấn đục, thì mình chấp nhận hư hao một chút, chấp nhận tổn thất một chút, nhịn nhục một chút, thua thiệt một chút. Còn nếu mình muốn mọi thứ đều phải sòng phẳng, mọi thứ đều phải chiến thắng, mọi thứ đều phải giành quyền lợi về phía mình, thì có khi mình phải chấp nhận tổn hại tâm hồn của mình. Và trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời, tới một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra rằng chỉ có tâm hồn thì mới ở lại với mình mãi mãi thôi. Những giá trị thuộc về tâm hồn, còn những thành bại kia phút chốc rồi cũng tan tành theo mấy khói. Những lời khen, tiếng chê, những thành bại, những vinh nhục, nó cũng chỉ là ta đến rồi nó sẽ đi rất là nhanh, như là một làn khói mỏng vậy. Và cái tâm hồn ở lại với mình là một tâm hồn như thế nào? Đừng cho rằng là tới khi mà mình về hưu rồi mình mới bắt đầu tu tập. Khi mình ở cái tuổi đó thì tâm hồn của mình nó có quá nhiều phiền não, quá nhiều thói hư tật xấu, có nhiều năng lượng tiêu cực. Cái thứ đó nó ở với mình, mình phải gặm nhấm nó từng giờ từng phút thì nó khủng khiếp lắm. Đừng cho rằng là bây giờ mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội thì hãy cứ tung hoành đi,
hãy cứ nắm bắt mọi cơ hội đi, bất kể trái tim mình nó có như thế nào. Và ở cái tuổi 50 trở đi mà mình muốn thay đổi một cái gì trong con người của mình, muốn bớt căng thẳng, bớt giận hờn, bớt nghi ngờ, bớt đố kỵ là một điều hết sức là khó khăn, thậm chí là không thể được. Cho nên nếu các bạn là bậc trí, là người có hiểu biết, là người tỉnh thức, biết nhìn xa trông rộng, thì phải ý thức với cái điều gì là điều quan trọng nhất trong cuộc đời và điều gì là điều phụ, cái nào là phương tiện sống, cái nào là mục đích sống. Giữ gìn một tâm hồn bình an, trong sáng, thuần khiết, liên tục mỗi ngày. Dù là có những lúc mình không thể giữ được, nhưng mà mình có ý thức giữ gìn hơn là mình không có ý thức giữ gìn. Mỗi ngày mình đi về cái hướng đó, tôi hay xài cái cụm từ là mỗi ngày đi về cái hướng đó, tức là mình chưa thể đạt tới cái đích một cách toàn vẹn được, thì mỗi ngày mình cố gắng một chút, nhưng mình biết là mình sẽ đi về cái hướng đó. Cũng giống như là mình chưa tha thứ được người đó, thì thay vì mình nói rằng là vĩnh viễn mình sẽ không bao giờ chấp nhận hay là tha thứ cho người đó, thì mình hứa với lòng rằng là mình sẽ cố gắng tu tập, cố gắng phát triển năng lực tỉnh thức, cố gắng mở rộng dung lượng trái tim, rồi sẽ có một ngày mình sẽ tha thứ, sẽ chấp nhận được người đó. Có nghĩa là mình đang đi về cái hướng của những giá trị tốt lành của con người chân thiện mỹ. Mỗi ngày cố gắng một chút. Đừng tuyên bố điều gì, đừng vội vàng kết luận điều gì, nó mang tính chất tiêu cực và nó không phải là cái con người tốt nhất của mình. Nếu mình có cơ hội được quay trở về chính mình đủ để thiết lập lại sự bình tĩnh, sự thư giãn, sự bình an, thì cái thấy của mình có thể sẽ khác, cái quyết định của mình sẽ khác. Và ở trong nhà thiền thì hay nói chơi với nhau cái câu là có đi là sẽ có tới. Có con đường hay không? Bạn có con đường chưa? Con đường của bạn là gì? Trong con đường đó bạn có dành phần trăm nào cho sự tu tập không? Bạn có dành khoảng thời gian nào để gọi rửa tâm hồn, có một chương trình tu thân, đào luyện bản thân một cách nghiêm túc không? Trong con đường bạn đi, bạn ý thức giữ gìn giá trị tâm hồn bao nhiêu? Và phương thức nào để bạn có thể quay về mời dậy những giá trị tốt đẹp trong tâm hồn bạn có không? Để rồi khi mà bạn lỡ có cuộc ngã, rồi bạn cố gắng đứng dậy để biết con đường nào mình cần phải đi. Chứ đợi tới khi cuộc ngã thì không biết làm sao để đứng dậy, mà có đứng dậy rồi thì không biết con đường nào để đi thì nó thảm lắm. Phải có một con đường để đi. Dù con đường bạn có thể điều chỉnh theo thời gian, nhưng mà bạn phải có một con đường. Biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Dù là bây giờ chưa có thể làm một cách toàn vẹn được, nhưng mà mình biết cái hướng đi. Một trong những cái kỹ thuật quan trọng của thiền tập để giúp bạn nâng cao cái phẩm chất hành thiền của mình, đó là có một cái nguyên tắc nó không phù hợp với tính cách của chúng ta, đó là bớt nhúng mũi vào, bớt can thiệp vào đối tượng, bớt nhúng mũi, bớt can thiệp vào tình trạng đang diễn ra. Thí dụ khi mình nhìn vào hơi thở thì mình thấy hơi thở mình nó hỗn hển, nó căng thẳng, thì mình đừng có điều khiển nó trở thành không căng thẳng, không hỗn hển. Ở trong nhà thiền nó không cho phép chúng ta làm như vậy. Tại vì chúng ta làm như vậy thì cũng được, hơi thở của chúng ta có thể nó sẽ bớt căng thẳng, bớt hỗn hển hơn, nhưng mà chúng ta lại tập dược cho mình một thói quen thích điều khiển, thích nhúng mũi vào. Và cái thói quen này nó sẽ cản trở rất lớn cho việc mình đối diện với những phiền não, những cái bóng tối bên trong chính mình. Nếu mà mình cứ theo thói quen thích điều khiển, thích nhúng mũi vào mọi hiện tượng tự nhiên xảy ra, thì có thể là mình sẽ không bao giờ bắt được phiền não, không bao giờ tiếp xúc được với cái bản chất thật của phiền não cả. Cho nên ở trong nhà thiền họ muốn chúng ta tập cho mình một cái thói quen đặc biệt, đó là đứng từ xa quan sát.
mà không có nhúng mũi vào. Chúng ta thì rất là ưa thích ra ý kiến, nhận xét, phê bình và muốn đối phương thay đổi. Trong cái truyền thống văn hóa Tây Phương ấy, thì cái tính cách này nó không có trội bằng người Đông Phương. Có thể là do người Tây Phương họ sống theo cái chủ nghĩa cá nhân nhiều hơn. Họ thích sống độc lập, họ không muốn làm phiền ai, nhưng mà cũng không muốn ai làm phiền mình. Cho nên là thân ai nấy lo. Vì thân ai nấy lo cho nên là người ta thích dựa dẫm vào nhau. Mọi người phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân. Nhưng mà họ đi hơi xa, để rồi có những lúc cần nhau mà người ta không dám, không dám nhờ nhau, không dám làm phiền nhau. Thì vậy cho nên là sinh hoạt hàng ngày là ít khi nào chú ý vào nhau lắm, còn chú ý vào chính họ nhiều hơn. Thì vậy cho nên cái ý niệm mà muốn thay đổi người khác nó ít có xảy ra trong cái truyền thống văn hóa Tây Phương. Còn người Đông Phương chúng ta thì tình thương mến thương quá trời quá đất, lúc nào cũng nhân danh tình thương để đưa ra lời góp ý chân thành, lúc nào cũng muốn thay đổi tình trạng của người khác, lúc nào cũng thích nhúng mũi vào. Mặc dù người ta không có mời mình góp ý, nhưng mà mình cũng rất là sẵn lòng góp ý. Dĩ nhiên là đời sống tương thân tương trợ, có liên kết, có va chạm, có kết nối, có làm việc chung, có sống chung, thì phải có những cái lời góp ý, phải có những lời nhận xét, phải có sự tương tác qua lại. Tuy nhiên là không phải ở thời điểm nào năng lượng chúng ta cũng tốt, duy trì được phong độ ổn định, không phải lúc nào lời nhận xét của chúng ta cũng là chính xác, không phải lúc nào chúng ta cũng có trí tuệ để đưa ra một cái thấy của mình. Cho nên nếu quý vị làm thống kê thì quý vị sẽ thấy là những cái lời góp ý sai nó nhiều hơn là những lời góp ý đúng. Những lời góp ý nó xuất phát từ cảm tính, nó nhiều hơn là những lời góp ý xuất phát từ lý trí. Và những lời góp ý vì muốn đối tượng được tốt đẹp hơn, nó ít hơn là những lời góp ý vì thấy tức khí chịu không nổi. Và chúng ta phải nhớ một điều nữa là cái nhận thức của chúng ta, như đã nói là nó có khi nó ổn, có khi nó bất ổn. Mà cái đối tượng, cái tình trạng đang diễn ra, có khi nó là như vậy, nhưng mà ngày mai nó có thể sẽ khác. Chúng ta đừng có quá hoảng loạn, đừng có quá khẩn trương để thay đổi tình trạng liền. Phải chờ thêm một chút nữa xem, lùi lại một bước nữa để quan sát xem. Có những cái khó khăn, có những cái nghịch cảnh, có những vấn đề rắc rối, nếu có thể tháo gỡ liền được thì mình cứ tháo gỡ. Nếu mình biết là mình đang rất là ổn, phong độ vững vàng, mình giúp là sẽ thành công thì cứ làm. Nhưng nếu mình đã giúp rồi mà không thành, cố gắng tháo gỡ rồi mà vẫn chưa tháo gỡ được, thậm chí là vì cái việc tháo gỡ những khó khăn đó mà mình đã tàn hơi kiệt sức, thì xin dừng lại. Đức Phật khuyên chúng ta nên đổi đề mục, đổi sang đối tượng khác để quan tâm. Thay vì chúng ta cứ chúi mũi vào cái điều bất như ý đó, thì hãy quay sang chú ý vào những cái điều như ý đi. Ở trong nhà thiền có cụm từ là hiện pháp lạc trú, tức là an trú một cách bình an và hạnh phúc với những điều kiện mà mình đang có trong giờ phút hiện tại. Trong giờ phút hiện tại này thì chúng ta có một ít những cái điều bất như ý, nhưng chúng ta có rất nhiều điều kiện như ý. Quý vị có đồng ý điều đó? Mà nhiều khi là mình cũng quên là mình có những điều kiện như ý nào nữa đó. Phải nhờ người khác liệt kê dùm, nhờ người khác kể ơn kể công, rồi mình mới biết là mình có rất là nhiều thứ. Nhưng mà nếu quý vị có sự định tĩnh, có sự tỉnh thức, quý vị ngồi yên một chút, quý vị tự liệt kê ra thì cũng sẽ thấy rằng là mình có rất rất nhiều điều kiện của hạnh phúc.
và mình đã từng không có hạnh phúc, mặc dù là mình có rất nhiều điều kiện. Là tại vì sao? Là tại vì tâm chúng ta nó cứ quấn chặt vào những cái điều bất như ý, nó không nhả ra được. Tại vì nó tin rằng phải giải quyết những khó khăn này xong thì mới quay về hưởng được những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Mà thậm chí là tâm chúng ta nó quên luôn những điều kiện hạnh phúc mà nó đang có, và nó tin rằng là phải nắm bắt thêm một vài cái cơ hội, một vài cái điều kiện thuận lợi nữa thì mới có hạnh phúc được. Cho nên tâm chúng ta nó mắc kẹt ở một cái chỗ nào đó, nó khiến chúng ta không có hạnh phúc được. Vậy thì những cái phương pháp mà Đức Phật đưa ra đó là muốn chúng ta tạm thời cắt đứt cái dòng suy tưởng hướng tới tương lai đi, nắm bắt thêm đối tượng và cắt đứt cái chuyện và kết nối với những cái câu chuyện rắc rối chưa giải quyết được, tạm thời quay về dừng lại để tận hưởng những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Thí dụ như là quý vị cũng có những khó khăn cần phải giải quyết, nhưng mà hôm nay quyết tâm tới đây để hành thiền, để tập trung vào bước chân, để cảm nhận được sự mầu nhiệm của bước chân và ý thức được đôi chân là một điều kiện của hạnh phúc. Rồi chúng ta ngồi thở, ý thức là mình vẫn còn sống, vẫn còn một cơ thể lành lặn và còn có mặt trong giờ phút hiện tại, cho nên chúng ta rất là hạnh phúc. Và hôm nay chúng ta ngồi ăn cũng có thể có hạnh phúc. Khi tâm chúng ta đủ tỉnh rồi thì chúng ta nhận ra, ôi thôi, chúng ta có rất rất nhiều điều kiện có hạnh phúc, mặc dù khó khăn nó vẫn còn ở đây chưa giải quyết được, nhưng chúng ta vẫn có quyền làm cho mình có hạnh phúc. Chúng ta có thể làm điều đó mà. Khó khăn chưa giải quyết được, nhưng mà chúng ta vẫn có thể có hạnh phúc được nếu chúng ta cứ cố gắng giữ tâm trong giờ phút của hiện tại. Liên tục, liên tục, liên tục. Tại vì những cái rắc rối, những cái muộn phiền là nó đã xảy ra trong quá khứ, chứ đâu phải xảy ra trong giờ phút này. Tại đây, bây giờ thì không có gì rắc rối xảy ra cả. Nó chỉ có một không gian yên tĩnh, nó có hơi thở đi vào, đi ra, nó có rất nhiều điều kiện hạnh phúc bao quanh chúng ta. Chúng ta có muốn tận hưởng không? Chúng ta có muốn kết nối không? Tạm thời không có nhúng mũi vào để giải quyết nữa, tạm thời lùi lại một bước. Vì đã cố gắng giải quyết rồi nhưng mà không giải quyết được thì lùi lại. Lùi lại thì đừng có thả rong cái tâm hồn mình để nó chơi vơi lạc lõng, đưa nó vào đề mục liền, hơi thở, bước chân hay là toàn thân, hoặc là bất cứ đề mục nào đang có mặt trong giờ phút hiện tại, đang hiện hữu xung quanh chúng ta. Và khi mà chúng ta đã an tịnh được rồi, đã cân bằng tâm lý được rồi, đã tìm thấy được niềm vui với những điều kiện hạnh phúc của mình được rồi, thì chúng ta quay trở lại nhìn vào những cái khó khăn của mình thì chúng ta thấy nó rất là khác. Nhìn vào cái đối tượng mà mình đã từng không chấp nhận, từng muốn loại trừ, chúng ta sẽ thấy rất là khác. Một trong những điều mà các bạn cần phải tin tưởng trong cái công trình tu tập chuyển hóa đó là cái thấy của chúng ta sẽ luôn luôn thay đổi. Sự định tĩnh nó lớn tới đâu thì cái thấy nó càng sáng suốt tới đó. Mà và ngược lại, tâm hồn mà càng lao sao, càng lăng tăng, càng chao động chừng nào thì cái thấy càng sai lầm chừng đó. Mà tâm hồn lăng tăng, tâm hồn lao sao, tâm hồn trộn rộn là bị cảm xúc chi phối. Còn tâm hồn định tĩnh, tâm hồn sáng suốt đó là tâm nó đã trở về với thân, nó vượt qua những cái vọng động, những cái cảm xúc ở bên trong. Cho nên có những khó khăn có thể giải quyết liền được, có những khó khăn mình phải cần cái thời gian. Thời gian đó để làm gì? Để cho ta thay đổi và cho đối tượng thay đổi. Đối tượng có thể sẽ bớt khó khăn hơn, đối tượng có thể sẽ bớt khó chịu hơn, đối tượng có thể nhận ra những cái yếu kém của mình và thay đổi để giảm bớt sự khó chịu lại. Và ta cũng vậy, ta cũng có cơ hội để tăng thêm sự tỉnh thức, tăng thêm sự định tĩnh, mở rộng thêm dung lượng trái tim và làm cho tâm hồn mình thêm bình an. Một bên giảm bớt sự khó chịu, một bên mở rộng dung lượng trái tim, thì sự chấp nhận sẽ xảy ra một cách dễ dàng hơn.
Vì vậy trong nhà thiền có cụm từ là let it be. Let it be, cứ để nó nhảy đi. Đừng có phải lúc nào cũng hãy thấy người đó sai là phải xử liền. Đừng có lúc nào thấy người đó yếu kém là phải góp ý mà mong muốn người đó phải thay đổi liền. Đừng có lúc nào mà thấy những cái vấn đề rắc rối xảy ra là mình cứ đâm đầu vào đó để mà thay đổi tình trạng liền. Điều kiện chưa đủ. Em bình yên rồi em sẽ bình minh. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Nếu mà mình giúp được cho em, cho đối tượng đó trở về với cái tâm hồn nhiên á. Hồn nhiên có nghĩa là tạm quên hết những gánh nặng, những trách nhiệm, những bổn phận. Quên hết những đau thương trong quá khứ để về kết nối với thiên nhiên, với đất trời, với sự sống. Để thưởng thức món ăn trong khi ăn, để thưởng thức bước chân trong khi đi, để có thể nở nụ cười, đón nhận ánh nắng mặt trời, một đóa hoa đang nở. Đó là tâm hồn nhiên. Và nếu tiếp tục duy trì tâm hồn nhiên như vậy thì vết thương sẽ được chữa lành. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Mình tin vào điều đó để mình thay đổi. Và mình tin vào điều đó để mình cho người thân mình cơ hội thay đổi. Không phải lúc nào cũng đề nghị người thân mình thay đổi. Tại vì mình biết rồi, mình cũng đang cố gắng thay đổi mà rất là khó. May là mình biết tiền tập. May là mình có nhiều cơ hội để tham dự những khóa thiền, đọc được những cuốn sách minh triết. May là mình có những trải nghiệm quý giá trong đời sống, cho nên mình biết cách mình thay đổi bản thân mà còn khó dàn trời. Huống chi người thương của mình, giờ này họ vẫn còn chìm trong đam mê, giờ này họ vẫn còn bị những phiền não của họ nhấn chìm mà họ không nhận ra được. Họ đối xử tệ bạc với chúng ta là tại vì họ đang bị vô minh che lấp, bị phiền não che lấp mà họ không hề nhận ra được. Let it be, tạm thời để nó vậy đi. Tôi bỏ thêm vào cái chữ tạm thời, chúng ta quý vị sao cũng chịu. Nếu mình phải thay đổi chứ thầy, chứ sao mà cứ để vậy được. Chướng mắt quá mà. Thì tôi nói là tạm thời để vậy đi. Có một lần có một anh chàng người Mỹ tên là Michael, rồi đi theo tôi để học thiền. Thì Michael theo tôi được 5-6 tháng, định sẽ xuất gia luôn. Thì trong quá trình đó tôi mới biết là Michael bị trầm cảm. Tôi nhớ có cái lượt mà tôi đi qua tiểu bang Texas, tức là trong cái chuyến đi hành trình tôi bụi, tôi ghé ngang qua Dallas, Texas. Thì cái đó vùng gần như là sa mạc, khô cằn. Và tôi có mượn được một cái căn nhà của người Mỹ và hai thầy trò ở trong đó. Thì mỗi cuối tuần thì chúng tôi có trách nhiệm là dạy thiền cho người Mỹ. Còn bình thường thì chúng tôi ở đó để trồng hoa màu, làm việc giúp cho họ. Nhưng mà họ ở một căn nhà khác, hai thầy trò ở đó, gọi là đồng mông hiếu quạnh. Xung quanh không có căn nhà nào. Thì những lúc mà tôi bận đi ngồi thiền hay là đi viết sách, thì bạn Michael này tôi đã pháp danh là thiền độ, không biết làm gì hết. Và bạn bắt đầu nhắc ghế, nhìn về cái hướng mà tôi đang viết sách ở ngoài kia đó, chờ tôi đi vậy. Và cứ mỗi lần tôi đi ra ngoài đó để viết sách, tôi có mắc cái võng ở ngoài rừng, hoặc là ra ngoài đó ngồi thiền, thì thiền độ không biết làm gì hết. Thiền độ cứ nhắc ghế đó ngồi, nhìn ra cái hướng đó chờ. Và nhiều lần phát hiện như vậy, cho nên là tôi về tôi có nhắc nhở thiền độ. Tôi nói rằng là tại sao con không sử dụng thời gian này để một là hành thiền, hai là mình có thể viết nhật ký hành thiền, ba là có thể mình dọn dẹp nhà cửa, bốn có thể học thêm tiếng Việt. Thì nhắc nhở một hai lần thì thiền độ không có phản ứng. Nhưng mà nhắc nhở thêm một vài lần nữa thì thiền độ rất là buồn. Và cái phản ứng của anh chàng Tây thiền độ rất là hiền, cho nên thiền độ không có đáp trả lại bằng lời. Mà thiền độ đi vô trong nhà tắm á, tắm cái bắt đầu hát cái bài Let it be, let it be, let it be, let it be. Tức là anh cho tôi biết là hãy để nó là vậy đi, hãy để nó là vậy đi,
hãy để nó vậy đi. Bài hát rất là lớn, đừng có gào lên trong nhà tắm nữa. Rồi tôi biết là đó là thông điệp của Thiền Độ. Tôi biết Thiền Độ muốn muốn nói cho tôi biết rằng là Thiền Độ hãy để cho Thiền Độ yên. Có thể là một thời gian ngắn Thiền Độ sẽ thay đổi, nhưng mà bây giờ là không thể thay đổi được. Biết là mình yếu kém, nhưng mà điều kiện để thay đổi là chưa có, cái năng lực để thay đổi chưa có. Cho nên nhiều khi mình nhắc nhở người thương của mình nhiều quá có thể gây khủng hoảng cho họ. Không phải là họ không biết, họ có thể đã biết, và thậm chí là họ biết về họ còn nhiều hơn là mình biết về họ. Nhưng mà họ chưa đủ nghị lực, họ cần sự trợ giúp. Mà sự trợ giúp nhiều khi không phải là một sự nhắc nhở, không phải là đã nói rồi mà sao không chịu nghe. Không phải vậy. Sự giúp đỡ đây là đừng nói gì, là một sự giúp đỡ. Đừng càm ràm nữa, đừng khơi dậy những yếu kém của họ nữa, đừng áp đặt họ phải thay đổi liền nữa. Hoặc là sự giúp đỡ đây là một sự đồng hành, cùng ngồi xuống để lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của họ, để thấy họ có những yếu kém nào, xem ra cái mình có thể giúp đỡ được hay không. Họ không cần một người lên án buộc tội họ, không cần một người gọi mãi những cái yếu kém, những cái phiền não của họ. Let it be. Dĩ nhiên có những thứ là chúng ta không thể để nó duy trì như vậy mãi. Đó là một cái năng lượng tiêu cực, một hành động tiêu cực. Nhưng mà muốn thay đổi được một tình trạng, chúng ta phải ý thức là phải hội tụ rất nhiều yếu tố. Không phải lúc nào cũng phải xảy ra liền cho chúng ta. Đừng có nôn nóng, đừng có vội vàng. Phải kiên nhẫn, phải kiên trì. Và kiên trì chính là chứng tích của một tình thương yêu đích thực. Mình thương người nào thì mình phải có sự kiên trì với người đó. Còn nếu mình nói là tôi chịu hết nổi rồi, tôi không thể kiên trì được nữa, thì mình nên xem lại là mình có thương người đó thật hay không. Dĩ nhiên là phải có chính sách, phải có kế hoạch để thay đổi. Nhưng mà cứ đi về cái hướng đó đi. Mỗi ngày người đó thay đổi một chút. Let it be. Cứ để mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên đi. Đừng có nhúng mũi vào, đừng có thò tay vào để mà uốn nắn vặn vẹo, làm cho nó mất tự nhiên, mất bình thường. Biết đâu trong cái sự tự nhiên đó, mình cho rằng hoang dại thô sơ, nhưng mà nó ẩn chứa rất nhiều những giá trị quý giá bên trong. Mà chúng ta quen là mọi thứ nó phải chỉnh chu, phải ngăn nắp, phải sạch sẽ, phải đâu ra đấy. Nhưng mà nhiều khi chỉ là sự gượng gạo, sự miễn cưỡng, và làm mất đi cái giá trị thật ở bên trong. Và trong cái quá trình mà mình chuyển hóa phiền não, nếu mình có được một cái thói quen let it be, cứ để mọi thứ nó tự nhiên như vậy, thì mình rất dễ phát giác ra phiền não. Còn nếu mà mình lúc nào cũng muốn uốn nắn, lúc nào cũng muốn thể hiện cái tốt nhất của mình, thì phiền não nó không có bước ra được. Nó cũng giống như là khi mình đi ra ngoài thì mình hay trình diễn, hay đối phó, hay thể hiện cái tốt nhất có thể, lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói. Cái mình quên là mình còn rất nhiều vấn đề bên trong. Và khi về nhà với tất cả những người thân trong gia đình thì không còn gì để trình diễn và đối phó nữa, thì mình mới bắt đầu sống thật. Lúc đó mình mới có thể tiếp xúc được với cái thật nhất của mình. Vậy thì trong quá trình tu luyện, nếu mà chúng ta có nhiều cơ hội để sống thật, tiếp xúc thật với con người của mình, không cần phải thể hiện cái tốt nhất bằng một cách gồng gượng cố gắng, nó không phải là một sản phẩm thật, thì chúng ta sẽ có cơ hội để đi xa trên con đường tu tập chuyển hóa. Và ở trong nhà thiền còn có let it go nữa. Let it be xong rồi let it go, cứ để nó đi đi, ngày mai nó sẽ trở lại. Mà nhiều khi nó cũng đi luôn không chừng. Dĩ nhiên là trì níu được thì trì níu, giữ gìn lại được thì giữ gìn. Nhưng mà giữ gìn lại mà không có làm hạnh phúc cho nhau được, thì có nên giữ gìn hay không?
giữ gìn trong sự căng thẳng, sự mệt mỏi. Vì giữ gìn nó mà mình đánh rơi phong độ, làm hư hỏng tâm hồn, mỗi ngày càng tiêu hao rất nhiều năng lượng, đời sống mỗi ngày một xuống cấp, thì có nên gồng gượng để giữ gìn nữa hay không? Hay là let him go, let her go, let it go, để cho ảnh đi đi, để cho ẻm đi đi, để cho cái thứ đó nó đi đi. Đi rồi có khi trở lại mà. Đi ra ngoài bầm dập đi rồi rồi tỉnh ngộ. Lúc đó là mới biết ở lại với ta là hạnh phúc. Còn bây giờ mình cố gắng giữ lại mà hắn khinh lệnh, hắn xem thường, thì có nên giữ lại hay không? Dĩ nhiên là không phải lúc nào cũng let it go hết ha. Nhưng mà mình cũng nhớ tới cái giải pháp let it go. Ở trong nhà thiền truyền thống gọi là tùy tha khứ, để cho nó trôi đi, trôi như là một dòng nước vậy. Hết duyên thì cứ để cái duyên nó trôi đi, cái duyên khác sẽ trôi lại. Mà cái duyên khác này nó cũng có thể có liên quan tới cái duyên cũ. Và xưa giờ là mình mài dũa một cái khả năng nắm giữ rất là tinh nhuệ, tức là siêu nắm giữ, siêu xiềng xích. Thì bây giờ mình bắt đầu thực tập cho mình một khơi dậy một cái thói quen nữa, một cái đặc tính cũng rất là tuyệt vời, mà nó có thể giúp cho đời sống chúng ta cân bằng hơn, bình an và tự do hơn. Let it be and let it go. Nhưng mà đây là cái trải nghiệm của riêng tôi, cái thấy của riêng tôi. Tôi bài quý vị, ai muốn bắt chước theo thì bắt chước, nhưng mà đừng có đổ thừa nha. Đó là nhiều khi tôi giải quyết không nổi đấy. Tôi cứ có cái câu thần chú đặc biệt, đó là thời để cho trời tính, trời đất tính. Nói như vậy không phải là không có cơ sở, có cơ sở. Tại vì mọi thứ nó còn xảy ra theo nhân duyên của mỗi người, của vạn sự vạn vật xung quanh, của trời đất nữa, chứ không phải chỉ có nhân duyên giữa mình với người đó không. Chứ chữ là để cho trời đất tính có nghĩa là để cho nhân duyên nó xảy ra đúng theo cái tiến trình của nó, mình sẽ thuận theo cái nhân duyên đó. Tại vì mình tính không nổi nữa thì để trời đất tính. Mà nhiều khi mình thả người đó ra, mình mới bay lên được, và người đó cũng mới bay lên được. Bay lên cũng có thể là bay luôn, nhưng mà cũng có thể bay lại. Nhưng mà phải bay lên thôi, chứ là đà cứ dìm nhau xuống kiểu này chắc sống không nổi. Mình có thể trở thành người bạn tử tế với người đó, nhưng mà mình không thể lãnh đạo cuộc đời của người đó. Mình không thể giúp cho cuộc đời người đó tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn, bình an hơn. Thì mình cần phải thay đổi cái thái độ của mình, nới lỏng ra một chút đi. Nếu mà không muốn thả đi luôn thì không muốn let it go thì let it be. Nếu mà không muốn thả đi luôn thì hãy để cho người đó tự nhiên một chút, thoải mái một chút, được làm chính họ. Let it be là để nó làm chính họ đi. Be có nghĩa là nó còn thay đổi nữa đó, có những gì nó sắp xảy ra, và hãy chờ đợi và đón nhận cái sự xảy ra đó, chứ nó không phải là như vậy mãi. Và chúng ta chỉ có thể thực tập được cái khả năng này khi chúng ta thực tập trong giờ hành thiền. Hành thiền thì tương đối dễ hơn là quay trở ra đời sống. Trong khi hành thiền thì chúng ta chấp nhận hết mọi kinh nghiệm đi ngang qua, kinh nghiệm tốt cũng chấp nhận, kinh nghiệm xấu cũng chấp nhận, tâm bình an cũng chấp nhận mà tâm bất an cũng chấp nhận, tâm định tĩnh cũng chấp nhận mà tâm vọng động cũng chấp nhận hết. Công việc của người hành thiền là gì? Nhận biết, ghi nhận và quan sát. Tôi nhận biết là có một tình trạng nó đang có mặt ở trong tôi, và tôi quan sát khi nó bắt đầu hình thành và bắt đầu xuất hiện, hình thành và tan biến. Và tôi ghi nhận từng cái giai đoạn nó xảy ra như thế nào, như thế nào, mà tôi không cần phải thay đổi nó. Dĩ nhiên là khi mà bạn giận giữa đám đông thì bạn cũng phải nhún mũi vào chút xíu,
để người khác nhìn coi đâu có được. Làm bộ không giận, nuốt nước mắt vào trong để người đó đừng thấy mình yếu đuối, thì cái đó gọi là có nhúng mũi vào, có can thiệp. Nhưng mà nếu mình bản lĩnh thì không cần luôn, cứ khóc trước mặt luôn, cứ để cơn giận nó bộc lộ luôn, trừ phi là gây tổn hại cho người khác thì không làm thôi. Còn nếu mình không sợ mắc cỡ, không sợ bị cười chê, thì cứ nổi giận lên, nhất là trong gia đình mình với những người thân của mình. Mình nói cho những người thân mình biết rằng là nếu anh hay em là người thật sự thương mình, hiểu mình và chấp nhận mình, thì cho mình được thể hiện cơn giận một cách trọn vẹn nhất có thể, để mình nhìn thấy hết chân tướng của mình, nhìn thấy hết cái năng lượng giận hờn của mình nó cỡ nào. Tại vì chúng ta quen trong cái văn hóa đối phó, văn hóa trình diễn, cho nên là chúng ta không có hiểu hết bản thân của mình. Chỉ khi nào chúng ta được sống với sự tự nhiên nhiều hơn đó, thì chúng ta mới hiểu hết được. Và khi chúng ta hiểu hết thì chúng ta mới có thể giúp đỡ, mới có thể chuyển hóa được. Đừng nhúng mũi vào, đừng can thiệp vào, hoặc là bớt nhúng mũi vào, bớt can thiệp vào, cứ để nó vậy đi. Đừng bớt góp ý, bớt nhận xét, bớt có ý đồ muốn thay đổi người khác, bớt có tham vọng muốn thay đổi người khác, chỉ đóng góp vào sự thay đổi đó thôi. Tại vì chúng ta không thể thay đổi được ai cả. Quý vị nhớ, chúng ta không thay đổi được ai cả, chúng ta chỉ có thể đóng góp vào sự thay đổi của người đó. Mà sự đóng góp đây có khi chỉ là một sự im lặng đứng nhìn, chỉ lặng nhìn mà không nói năng, dù bố trái tim, dù bố trái tim. Sự đóng góp đây chỉ là một nụ cười hoan hỷ, một ánh mắt không có nghi ngờ, là đã giúp người kia rất nhiều rồi. Cho nên trong khi thực tập thì quý vị cũng nên thỉnh thoảng kiểm tra tâm của mình, xem nó ở đâu rồi, nó có trên đề mục nào không, có trên hơi thở, có trên thân thể, có trên bước chân, hay là nó có đang tiếp xúc cảnh vật xung quanh, kết nối với các đối tượng trong giờ phút hiện tại, nó có thả lỏng, nó có thư giãn không. Ngoài ra xem là nó có đang nhúng mũi can thiệp vào đối tượng gì không, nó có lên án, nó có nhận xét, nó có buộc tội gì không. Và nếu quý vị thực tập lùi lại một bước, không thèm nhúng mũi vào để can thiệp nữa, vì sẽ có tự do, sẽ có bình an. Nói một cách khác là bây giờ có thể mình không có tự do, không có bình an, tại vì mình nhúng mũi quá nhiều vào câu chuyện của người khác, nhúng mũi quá nhiều vào đời tư của người khác, can thiệp quá sâu vào câu chuyện riêng của người thân mình. Nghe có lạ đâu ta, câu chuyện riêng của người thân mình. Tại vì người thân mình là một người không phải là mình, cho nên nó có câu chuyện riêng của họ. Tại vì trước giờ mình nghĩ người thân mình là câu chuyện chung, chứ sao có câu chuyện riêng được. Tại vì ai cũng có những tâm sự riêng, ai cũng có những nỗi thầm kín riêng, ai cũng những hoài bão, những khắc khoải riêng. Và tôi có rất nhiều kinh nghiệm về cái sự thực tập này, nhất là trong việc dạy học trò. Có những lúc tôi rầy thẳng, có lúc tôi góp ý thẳng, có lúc tôi đề nghị thay đổi liền, nhưng mà có những lúc tôi lùi lại, cứ để người đó phát triển một cách tự nhiên, để cho người đó sống với phiền não của họ thêm vài ngày, vài tuần nữa, nhưng mà mình vẫn không rời mắt quan sát, không có bỏ mặc, nhưng mà mình không có bỏ thêm vào hành động nào nữa hết, lùi lại. Mà nhiều khi mình lùi lại chính là cơ hội để họ thay đổi, tại vì họ không bị áp lực nữa, họ thoải mái hơn, họ không bị dò xét, họ không bị rượt đuổi, họ bình tĩnh hơn. Và có nhiều người họ không thay đổi được, tại vì họ có một cái phản ứng rất là khó chịu khi mà người khác phải biểu họ làm thế này, làm thế kia. Đáng lẽ họ muốn thay đổi rồi, nhưng mà do bị áp đặt, họ tự ái, họ tổn thương, cho nên họ không thể làm được. Nhưng mà nếu mình thu cái muốn mình lại, mình thu cái sự nhúng mũi can thiệp mình lại, thì người kia có thể sẽ làm. Mà nhiều khi làm rất là tốt. Nên nhớ một điều rằng là người ấy là một cái cá thể riêng biệt, họ có sứ mệnh của họ, họ có những chất liệu quý giá của họ, họ có
cái đời sống riêng của họ, họ không phải là mình. Cho nên mình chỉ đóng góp được cái gì đóng góp thôi, chứ không thể điều khiển được. Bớt điều khiển lại.